chương 281, đồng thời bộ sách võ thuật. Đáng ghét. Thứ ba hồn kỹ, lôi đình chi nộ. Lôi đình chi nộ, ở thời gian nhất định bên trong, khiến cho Lam Điện Bá Vương Long Hồn Sư thuộc về trạng thái bùng nổ, lôi điện chi lực tăng lên 100%, hồn lực tăng lên 50%. Đệ nhất hồn kỹ, lôi đình long trảo. Cái này tăng phúc hồn kỹ sử dụng sau đó, trên người Ngọc Thiên Hằng, trong nháy mắt nổi lên một đoàn cực kỳ chói mắt lam sắc lôi quang, vừa ý lên cực kỳ rực rỡ tươi đẹp nhưng là đái một bạch bạch hổ lưu tinh vũ cùng mã hồng tuấn vượng hoàng hỏa tuyến cũng là chớp mắt là tới ngọc thiên hằng bức dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể sử dụng lôi đình long trảo hướng về phía quan cầu cùng ngọn lửa bổ tới đoàn 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 giữa không trung một trận lôi đình nổ đùng nổ vang vô số tử sắc diễm hỏa cùng quả cầu ánh sáng màu vàng ống tứ tán bay tán loạn một khắc kia huyễn lệ giống như nở rộ pháo hoa mặc dù ngọc thiên hằng dùng là lôi đình long trảo nhưng là thông qua lôi đình chi nộ tăng phúc lại gắn gượng chém nát rồi mã hồng tuấn phượng hoàng hỏa tuyến cùng phần lớn bạch hổ lưu tinh vũ đái một bạch bạch hổ lưu tinh vũ là đoàn thể công kích mặc dù đơn thể lực công kích không cao có thể thắng ở lượng nhiều cho dù ngọc thiên hằng lôi đình long trảo quấy nhiễu bể nát một bộ phận lớn vẫn như trước có một ít quan cầu đã nặng nề đánh vào trên người ngọc thiên hằng để cho trên người hắn lam quan ảm đạm đi khá nhiều bước chân càng là bắt đầu đập gõ tiểu vũ đường tam đối tiểu vũ hô lớn tiểu vũ cùng đường tam hai người chỉnh thiên ca ca muội muội Ăn ý có thể nói là cao rất, cho dù đường tam chỉ kêu nàng một chút tên, tiểu vũ như cũng biết rõ đường tam muốn nàng làm gì. Thứ ba hồn kỹ, mạng nhện trói buộc. Trên người đường tam thứ ba cái hồn hoàng quang mang chật lé, một cái lưới lớn từ trên trời hạ xuống, đem ngọc thiên hằng cao lớn thân thể hoàn toàn bao phủ ở bên trong, mạng nhện chật buộc chặt, đem ngọc thiên hằng thân thể thật chặt quấn quanh ở đồng thời. Thứ ba hồn kỹ, thuấn di. Đệ nhất hồn kỹ, mị hoặc. Thứ hai hồn kỹ, yêu cung. Ngay tại lúc đó, Tiểu Vũ bóng người trực tiếp xuất hiện ở Ngọc Thiên Hằng trước mắt, một đôi thỏ trong mắt hồng mang đại thịnh, màu đen kia đuôi tóc cũng đã lặng lẽ dây dưa Ngọc Thiên Hằng cổ. Dưới tình huống bình thường, Ngọc Thiên Hằng là hoàn toàn có thể dùng hồn lực cựa ra mạng nhện trói buộc, nhưng là hắn dùng rồi quá nhiều hồn lực, trước mắt còn lại lực lượng căn bản không đủ để tránh thoát đường tam thứ ba hồn kỹ. Vì vậy sau một khắc, ăn một phát lão thỏ chết thẳng cẳng Ngọc Thiên Hằng liền trực tiếp bay lên trời, này độ cao không sai đẹp lắm có 3 đến 4 phút đi, đi đến độ cao này sau đó ngọc thiên hằng thân thể lấy một cái hoàng mỹ đường parabol hướng vòng vây bên ngoài rơi xuống nhưng là lúc trước ăn ngọc thiên hằng một cái thiệt lớn đái một bạch lại làm sao sẽ đơn giản như vậy thu tay lại đâu rồi đái một bạch tâm nhãn luôn luôn đáng thương em bé nha thứ ba hồn kỷ bạch hổ kim cương thay đổi thứ hai hồn kỷ bạch hổ liệt quang ba kèm theo cùng bạo hổ trống tiếng đái một bạch bạch hổ liệt quang ba đón gió sở trường đi đến đường kính 2 m trình độ tựa như giống như sao băng hướng trước người ngọc thiên hằng đánh tới ngọc thiên hằng đầu tiên là ăn một phần nhỏ bạch hổ lưu tinh vũ sau đó lại ăn một phát mang theo độc tố ăn mòn mạng nhện trói buộc cuối cùng còn ăn một phát lão thỏ chết thẳng cẳng trước mắt cũng đã là thân bị trọng thương rồi nếu như ở ăn đái một bạch bạch hổ liệt quan ba phỏng chừng có thể sớm đi lam điện bá vương long tông lôi đình trong hạt cốc tìm một gài bẫy bất quá ở thế ngàn cân treo sợi tóc khoan thai tới chậm thạch gia huynh đệ một người ôm lấy bị đánh gần chết ngọc thiên hằng một người đưa hắn vỏ rùa đen chuẩn bị xuống dưới ngăn ở mấy người trước người quy giác cùng liệt quan ba trên không trung ầm ầm va chạm liệt quan ba trong phút chốc vỡ vụn hóa thành đầy trời kim quang. này toàn bộ đấu hồn đài cũng kịch liệt trung một cái kinh khủng lực va đập hóa thành mảnh liệt sóng trùng kích tứ tán bay tán loạn phốt ở cối đá trong ngực ngọc thiên hằng bị xung kích sóng một kích trực tiếp một nguồn máu lớn phun ra ngoài cả người đều có chút hơi thở mong manh rồi a à. a à. lúc này lưỡng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng từ xét chiến đội bên kia truyền ra nhưng là ngự phong cùng áo tư la cũng thừa dịp đối phương công kích thủ không có ở đây không đương, đem trữ Vinh Vinh cùng Oscar đánh bay ra ngoài. Bất quá cùng Ngọc Thiên Hằng trọng thương so sánh, trữ Vinh Vinh cùng Oscar chẳng qua chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Khốn kiếp, luận bàn mà thôi, các ngươi muốn giết người sao? Khối đá nhướng mày một cái, có chút không dám tin tưởng nói. Đấu hồn tràng bên trên thắng bại là chuyện thường, bị thương cũng là không thể tránh được, dù sau này có không phải ở sinh tử đấu, nhưng là đái một bạch ở cuối cùng một kích kia, rõ ràng chính là muốn Ngọc Thiên Hằng mệnh nhưng là, này tại sao ư? Cũng bởi vì một trận chiến đấu, liền sinh tử tương hướng. Đấu hồn tràng bên trên bị thương là bình thường, chỉ cần chưa tắt hơi, là có thể để cho chữa trị hồn sư cứu trở về. Chớ nói chi là, các ngươi đồng đội bây giờ chỉ là ói mấy búng máu thôi. Đường Tam hơi suy tư chốc lát, lạnh nhạt nói. Chỉ là đường Tam nói lời này thời điểm, cũng không có phát hiện chu Trúc Thanh nhíu mày một cái. Chỉ là ói mấy búng máu thôi, rất cốt, nói rất cốt, kia liền đừng trách chúng ta cũng hạ ngoan thủ. Tuyết Hải tàn mắt lộ ra hàng quang, tự nhìn chồng chọc Đường Tam, lạnh giá lạnh nói. Nói dọa có lẽ không phải Đường Tam giỏi, nhưng là đái một bạch biểu thị mặc dù hắn đánh nhau không phải mỗi lần cũng có thể thắng, nhưng là cãi nhau hắn sẽ không thua quá. Có bản lãnh thì phóng ngựa tới, ta chỉ lo lắng ngươi và mới vừa rồi người kia như thế, đi đi vào, nằm đi ra ngoài. Đái lão đại, ngươi này nói sai rồi. Mã Hồng Tuấn tiện hề hề nói. Ta sai chỗ nào? Đái một bạch ngẩn người một chút. Nhân gia có cánh, hẳn là bay đi vào, nằm đi ra ngoài, này mới đúng mà. Nghe được Mã Hồng Tuấn nói như vậy, Đái một Bạch cười lớn một tiếng, nói, đúng đúng đúng, bay đi vào, nằm đi ra ngoài. Những lời này, giống như là mồi dẫn hỏa như thế, hoàn toàn chọc giận tuyết hải tàn, cái kia một đôi tròng mắt đen trung, đã tràn đầy phun trào lửa giận. Đang lúc ấy thì, khói trắng thanh âm từ hoàng đấu chiến đội sau lưng truyền ra, thiên hằng thương thế, giao cho ta đi, các ngươi liền để cho bọn họ biết một chút về, hoàng đấu chiến đội thực lực chân chính đi ngay sau đó một cổ màu trắng mùi thơm từ khói trắng trong tay thiên hương trong lò thẳng phiêu hướng ngọc thiên hằng lỗ mũi cùng hai lỗ tai nằm ở cối đá trong ngực ngọc thiên hằng cơ thể hơi rung lên vốn là hô hấp dồn dập lại dần dần bình ổn lại tuy nói tiếp tục chiến đấu khả năng không lớn nhưng là ít nhất mệnh là bảo vệ ngọc thiên hằng miễn cưỡng há mồm ra nói một câu nói như vậy tiểu yên nói đúng hải tàn để cho bọn họ biết một chút về ngươi thực lực chân chính đi ngọc thiên hằng lời nói lần nữa đốt hoàng đấu chiến đội lửa giận hoàng đấu chiến đội trong bảy người ngoại trừ bị thương Ngọc Thiên Hằng bị cối đá ném cho khói trắng chữa trị bên ngoài, còn lại 5 người cũng trực tiếp xông về phía xét chiến đội còn thừa lại 5 người. Trong đó Ngự Phong cùng áo tư la một trước một sau vây Chu Trúc Thanh, cối đá thang trì hai huynh đệ nhưng là đối với lên tiểu vũ cùng đường tam. Cuối cùng hoàng đấu chiến đội tu vi cao nhất tuyết hải tàng, đối thủ của hắn là đái một bạch cùng mã hồng tuấn. Chương 282, đường tam bạo nổ trồng, hai hợp một. Tuyết hải tàng dẫn đầu phát động thế công, sau lưng của hắn hai cánh nhẹ nhàng đánh một cái, mọi người ở hiện trường chỉ cảm thấy một cỗ gió nhẹ thổi qua, tuyết hải tàn bóng người trên không trung trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã cùng Mã Hồng Tuấn, gần trong gan tất rồi. Đệ nhất hồn kỹ, huyết vũ luôn chém. Tiếng nói vừa dứt, tuyết hải tàn phía sau vốn là màu trắng như tuyết hai cánh, đột nhiên dính vào một vệt đỏ như màu máu. Theo hắn phe cánh huy động, từng đạo đỏ như màu máu trăng lưỡi liềm hình trảm kích, phô thiên cái địa hướng Mã Hồng Tuấn cả người trên dưới đánh tới. Tuyết Hải Tàng tốc độ công kích quá nhanh, Mã Hồng Tuấn căn bản cũng không có phản ứng kịp, chỉ có thể miễn cưỡng điều động hồn lực, sử xuất Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Mặc dù Phượng Hoàng Hỏa Tuyến ưu thế ở chỗ liên tục không ngừng, chỉ cần Mã Hồng Tuấn hồn lực không đoạn tuyệt, hắn phun ra lửa cũng sẽ không dừng lại. Chỉ là, song phương hồn lực chênh lệch thật sự lớn vô cùng, Tuyết Hải tàn nhưng là 4 level 7 hồn tông, Mã Hồng Tuấn chẳng qua chỉ là 3 một level hồn tôn, song phương có level 16 hồng lực chênh lệch. Ở cộng thêm, một là gắng sức một đòn, một là vội vàng chống cự, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. vẻn vẹn lưỡng đạo trảm kích, liền đem phượng hoàng hỏa tuyến trực tiếp chém vỡ còn lại trảm kích càng là trực tiếp bổ vào mã hồng tuấn toàn thân a à, mã hồng tuấn toàn thân bị trực tiếp phá vỡ để lại hơn 10 đạo vô cùng dữ tận vết thương máu tươi từ bên trong chảy ra đem quần áo của hắn cũng thấm ướt hắn chỉnh cánh tay cũng bị rạch ra một nửa lộ ra trắng héo cốt ra tử toàn bộ tay trái cũng biến thành máu thịt be bét tuyết hải tàn một kích này nhưng là không có bất kỳ hạ thủ lưu tình ý tứ hắn muốn một chiêu giải quyết hết mã hồng tuấn để báo ngọc thiên hằng bị thương thù Mã Hồng Tuấn tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp để cho vẫn còn ở cùng Thạch Gia Huynh để kịch chiến đường Tam cùng Tiểu Vũ cả người rung một cái, Tiểu Vũ không tự chủ được quay đầu đi. Chỉ thấy, hồng sắc máu tươi từ tuyết hải tàn cặp kia cánh chim màu trắng biên giới chảy xuôi đi xuống, nhỏ xuống ở đấu hồn tràng bên trên, phát ra tích 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 âm thanh. Mà Mã Hồng Tuấn, lúc này đã sớm là trợn trắng mắt, hơi thở mong manh, chỉ còn lại kia một miếng cuối cùng tức. Dựa theo các ngươi nói, còn có một hơi thở là được, ngược lại chỉ là ói mấy búng máu thôi. Tuyết Hải tàn lộ ra một cái cười lạnh, từ giữa không trung đem Mã Hồng Tuấn thân thể hướng trữ Vinh Vinh cùng Oscar chỗ vị trí thảy qua. Mập mạp. X3. Đái một bạch, đường tam cùng với tiểu vũ thấy Mã Hồng Tuấn thảm trạng, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, rối rít lo lắng hô. Lo lắng tốt tự các ngươi đi. X2. Cối đá cầm nhẹ một tiếng, trước ngực cùng phía sau quy giáp lại kỳ dị chia lìa, chia ra làm hai tay bọn họ bên trong, biến thành hai mặt đường kính một thước cự đại quy giáp tấm thuẫn. Huynh đệ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đem mỗi người nắm trong lòng bàn tay hai mặt cự đại quy giáp lá trắng quăng ra ngoài, chạy thẳng tới đường tam cùng tiểu vũ mà tới. Kỳ lạ nhất là, ở quy giáp lá trắng phía sau, đều mang một đạo màu vàng hồn lực cùng hai tay bọn họ liên kết. Quy giáp lá trắng sắc bén địa biên giới không ngừng ở trong quá trình tới trước các trời không khí, mang theo làm người ta kinh tâm động phách kêu to tới. Tựa như cùng thạch gia huynh đệ nói, lo lắng tốt tự các ngươi đi. Đường tam thấy vậy chỉ có thể dùng lam ngân thảo đem tiểu vũ ném ra ngoài, bởi vì không có quy giáp thạch gia huynh đệ, bọn họ lực phòng ngự nhất định giảm nhiều, tiểu vũ có thể gần người là có thể đưa bọn họ kích phá. Ném ra tiểu vũ sau đó, đường tam vận chuyển huyền ngọc tay, bắt đầu cùng quy giáp cứng đối cứng. Đấu hồng tràng bên kia, tuyết hải tàng đem mã hồng tuấn đánh trọng thương sau đó, lơ lửng ở giữa không trung, lạnh lẽo ánh mắt tử nhìn chồng chọc đái một bạch, vô cùng băng lãnh nói, bây giờ đến phi ngươi. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta với mập mạp như thế thức ăn. Bổn thiếu nhưng là bốn một lever hồn tông. Mặc dù biết rõ mình đại khái suất không phải tuyết hải tàng đối thủ, nhưng là cãi nhau chưa bao giờ người thua đái một bạch, há lại sẽ ở ba hoa bên trên nhận thua. Mỏi mắt mong chờ. Tuyết hải tàng còn chưa nói hết, cả người tựa như cùng mũi tên rời cung một dạng bay hướng đái một bạch, kia ác liệt kình phong càng là trực tiếp lay động đái một bạch tóc vàng. Thứ ba hồn kỷ, huyết ảnh thuấn một sát. Ngay tại tuyết hải tàng lạnh giá nói ra mấy chữ này sau đó, đái một bạch đồng tử đột nhiên co rụt lại, phản phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi đồ vật. Đái một bạch thị giác trung, ở tuyết hải tàng hướng hắn vọt tới thời điểm, bỗng nhiên cả người phân tán ra, biến thành năm cái giống nhau như đúc tuyết hải tàn, hơn nữa vốn là tuyết bạch ưng trảo, lúc này đã là máu đỏ một mảnh. Ở đái một bạch cảm giác, này năm cái trên người tuyết hải tàn cũng có vượt qua chính mình hồn lực. Vì vậy hắn căn bản là không có cách phân biệt ra được này cái nào là thực sự thân, bất đắc dĩ, đái một bạch chỉ có thể phát động bạch hổ hộ thân chứng chuẩn bị làm sơ chống cự. Đoàn đoàn đoàn. Tuyết hải tàn ngũ thân ảnh nhất lên công kích đái một bạch phòng ngự tráo, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, chỉ nghe ngũ thanh trầm đục tiếng vang, đái một bạch phòng ngự tráo trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Mất đi hộ thân che, đái một bạch chỉ có thể dùng vận chuyển hồn lực dùng dơ lên hai cánh tay bảo vệ yếu hại chỗ, chống cự tuyết hải tàn huyết ưng trảo. Chỉ bất quá, bởi vì ngay từ đầu cùng Thạch Gia Huynh để làm một trận, sau đó lại vây giết Ngọc Thiên Hằng, đái một bạch bất kể là thể lực hay lại là hồn lực cũng giảm xuống một mảng lớn, bạch hổ hộ thân che cũng không chống nổi một cái hô hấp thời gian. Bằng vào đơn bạc hồn lực, lại làm sao có thể chống cự ở tuyết hải tàn huyết ưng trảo đây? ở tuyết hải tàng năm thân ảnh dưới sự vây công đái một bạch vai phải trước nhất phá vỡ sắc bén kia ưng trảo trong nháy mắt liền đem đái một bạch da thịt xé rách ra tới lộ ra trắng héo xương cùng máu chảy đầm đìa bắp thịt máu tươi không ngừng từ nơi vết thương chảy ra nhiễm đỏ trắng nõn xương cốt a à, đái một bạch cảm giác mình cả người đều giống như giải tán chiếc một dạng trên vai trái truyền tới đau nhức khiến cho đái một bạch có chút không nhịn được kêu lên thảm thiết này hét thảm một tiếng cũng không có để cho tuyết hải tàng công kích dừng lại muốn biết rõ công kích ngọc thiên hằng thời điểm Chính là chỗ này gia hỏa xuất thủ hận nhất, tuyết hải tàng há lại sẽ đơn giản như vậy hãy thu tay. Chỉ kiến tuyết hải tàng, dùng cả tay chân, bên trái câu trảo, bên phải câu trảo, từ trên xuống dưới, khoảng đó BABA, cuối cùng một phát thăng long quyền. Ăn một bộ này liên chiêu đái một bạch, cũng trực tiếp bay, lấy một cái hoàng mỹ đường parabol, không kém chút nào rơi vào bên cạnh trữ vinh vinh. Đánh xong một bộ này sau đó, tuyết hải tàng cũng là có chút thở hỗn hỉnh, hắn thể lực tiêu hao không lớn, nhưng là hồn lực lại tiêu hao tiếp gần một nửa cơ hồ là đái một bạch bay ra sân ngoại thời điểm đấu hồn tràng bên trên cũng truyền đến tiểu vũ cùng thạch gia huynh đệ tiếng kêu thảm thiết tuyết hải tàng không thể tin quay đầu nhìn chỉ thấy đường tam mình trần đến nửa người trên dưới người là không biết sống chết ngọc thiên hằng cùng thạch gia huynh đệ một phút trước thạch gia huynh đệ sử dụng thứ ba hồn kỹ quy giáp nổ tung vốn là quy giáp vào giờ khắc này mỗi người vỡ vụn thành 32 khối vây quanh ở thân thể bọn họ chung quanh kịch liệt xoay tròn giống như là hai chiếc đại hình cối xay thịt muốn đánh bất ngờ thạch gia huynh đệ tiểu vũ bỗng nhiên ăn một chiêu này, giống như một cục thịt thỏ vào cối xay thịt như thế. Nhất thời, huyết quan văng khắp nơi, tiểu vũ thân thể đi theo cối xay thịt chuyển động phương hướng xoay tròn mấy vòng sau, bị quăng ra, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Chương 283, đường Tam Bạo nổ trồng, 2. Lúc này, đường Tam Lam Ngân Thảo rốt cuộc đuổi kịp hạ xuống tiểu vũ, quấn quanh ở nàng bên hông, đưa nàng nhanh chóng kéo trở lại. Tiểu vũ đôi mắt nhắm chặt, thân thể thỉnh thoảng co quắp, tay trái cùng phía bên phải eo ếch cùng với chỗ đùi máu thịt phiên quyển, máu tươi đã nhiễm đỏ nàng nửa người. Nhà mình thỏ nhĩ nương bị người đánh cho thành như vậy, đường tam đầu tiên là cho thỏ nhĩ nương nải một cái, sau đó đưa nàng giao cho Oscar, ăn trước mấy nén nhang tràn chữa trị xuống. Đường tam dưới mặt nạ gương mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, nhưng là hắn cặp mắt đã xuất hiện nhàn nhạt hồng quang, gọi tắt bạo nổ trồng. Hoành! Đường tam dẫn đầu vận chuyển hồn lực, trước nổ cái y, sau đó hắn xương sống trung đoạn, nhanh chóng gồ lên tám cái nổi mụn, sau đó tám cái chân nhện phá bao mà ra mọi người đều biết bạo nổ y là có sức chiến đấu thêm được, tỉ như Long Châu người say đa, mỹ thực trong tù binh 90% phái nam, tử thần bên trong treo vương nhất hộ vân vân. Bất quá, Thạch Gia Huynh đệ có thể không biết rõ bạo nổ y kết quả đại biểu cái gì, bọn họ như cũ đầu thiết trực tiếp cầm trong tay bốn mảnh quy giáp hướng đường tam quan ra ngoài. Hồn kỹ bạo nổ giáp dùng xong sau, bọn họ quy giáp tự nhiên biến thành thì ra dáng vẻ. Chỉ là Thạch Gia Huynh đệ không nghĩ tới là, trong tay bọn họ quy giáp còn ở giữa không trung lúc phi hành sau khi, Ngọc Thiên Hằng bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở quy giáp đường phải đi qua bên trên. Ở bốn người vây công Ngọc Thiên Hằng thời điểm, Đường Tam liền đem ngân lam thảo thứ hai hồn kỹ sống nhờ hỗn hợp ở thứ ba hồn kỹ mạng nhện trói buộc chung trồng ở rồi trên người Ngọc Thiên Hằng. Đường Tam mới vừa rồi bạo nổ y thời điểm, cũng phát động tìm tàng ở trên người Ngọc Thiên Hằng sống nhờ, cũng lợi dụng lam ngân thảo cưỡng ép đưa hắn hướng quy giáp hướng bay thảy qua. Về phần bây giờ Ngọc Thiên Hằng thân thể trạng thái có thể ăn được hay không hạ một chiêu này, Đường Tam biểu thị không có quan hệ gì với hắn, coi như là chết tại chỗ vậy cũng không có gì muốn biết rõ ngọc thiên hằng mất đi chỉ là sinh mệnh mà thôi tiểu vũ có thể là bị trọng thương các ngươi đám người này lại tổn thương ta tiểu vũ các ngươi đã có lý do đáng chết tổn thương tiểu vũ nhân ta một cái cũng sẽ không buông quá đường tam không ở chỗ ngọc thiên hằng sinh tử nhưng là thạch gia huynh đệ nhưng là rất để ý chỉ là mục đích này bọn họ là đem còn lại hồn lực dùng tuyệt đại đa số muốn thu phóng tự nhiên nào có đơn giản như vậy ở sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực cộng thêm hồn lực cắn trả, ói một nguồn máu lớn tác dụng phụ hạ, bốn bề quy giáp lá trắng ở thế ngàn cân treo sợi tóc từ trước người Ngọc Thiên Hằng lao qua, hướng hai bên bay đi. Đang lúc này, Đường Tam đã mượn tám chu mâu đàn hồi, đem chính mình đưa đến Thạch gia bên cạnh huynh đệ. Thạch gia huynh đệ liên võ rùa đen cũng không có, làm sao có thể đánh bạo nổ y Đường Tam, vì vậy thì có Tuyết Hải Tàng vừa mới nhìn thấy một màn kia. Thạch gia huynh đệ cùng Ngọc Thiên Hằng cũng té xuống đất. Mà một màn này tự nhiên cũng bị đứng ở lối đi cửa ra Ngọc Đại Thấp thấy được, hắn tử ngư trong mắt lóe lên một đạo tinh quang hài lòng nói nhỏ khống chế chiến trường khống chế đồng đội khống chế địch nhân khống chế tâm lý tiểu tam ngươi rốt cuộc lĩnh hội khống chế hệ hồn sư toàn bộ chân lý lời nói này giống như hắn ngọc tiểu cương không phải lam điện bá vương long gia tộc như thế mới vừa rồi thiếu chút nữa mất mạng không phải hắn chất tử tựa như một màn này còn có lời nói này để cho ngọc đại cương tiện nghi lão cha ngọc nguyên chấn nhìn được nghe được Ngọc Nguyên Chấn sẽ sẽ không cảm thấy ban đầu đem Ngọc Đại Thất trực tiếp đè ở trong bồn cầu chết chìm tương đối khá đây. Dù sao bọn họ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, tân tân khổ khổ bồi dưỡng Lam Điện song tinh, chính là vì cho ngươi đánh mặt làm kinh nghiệm bao, sung mãn tình cảnh sao. Nói đến Lam Điện song tinh, Nguyên trong sách Ngọc Thiên Hằng 20 tuổi mới 39 cấp, mà đái một bạch 16 tuổi 3 level 7, nhìn Ngọc Thiên Hằng cũng liền so với đái một bạch kém ném một cái ném. Nhưng là đái một bạch sinh hoạt là cả ngày ăn chơi đàn điếm, hội sở người mẫu trẻ, thời gian tu luyện một ngày sợ là còn không có một hai giờ, nhân gia 16 tuổi cũng có thể tu luyện tới 3 level 7. Mà Ngọc Thiên Hằng đâu rồi, sau lưng có một chín level 5 siêu cấp đấu la gia gia, hưởng thụ lam điện bá vương long tông cùng hoàng đấu học viện tài nguyên, 20 tuổi mới 39 cấp. Khi vấn đề đã tới rồi, được gọi là lam điện đôi tinh Ngọc Thiên Hằng, hắn tiên thiên hồn lực rốt cuộc có bao nhiêu? Chẳng nhẽ chỉ có 6 cấp hoặc là level 7 khoảng đó. Nếu không tu luyện thế nào tốc độ chậm thành như vậy? Nếu như chỉ là như vậy trình độ, cũng có thể được gọi là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tương lai, kia trong nguyên thư Vũ Hồn Điện biểu thị, các ngươi đáng đời bị diệt tông. Dù sao với hoàng đấu chiến đội cùng lứa Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một đời, đều là năm cấp 2 trở lên tu vi, bọn họ tiên thiên hồn lực chính là hai cái 8 cấp, một cái 9 cấp. Hơn nữa trong một đời Hoàng Kim diễn cùng Tà Nguyệt có thể hưởng thụ được tài nguyên, khẳng định so với không được Ngọc Thiên Hằng, nhưng là tuy vậy, cũng kéo ra level 10 khoảng đó hồn lực. Còn là nói, liền vì để cho Hoàng đấu chiến đội bị trong nguyên thư xét chiến đội đánh mặt, đè xuống đất va chạm mới cố ý chơi như vậy, nếu không không có đừng lấy lý do như vậy có thể giải thích. Ngay tại đường Tam Bạo nổ loại đồng thời, đấu hồn tràng bên trên bên kia tình hình chiến đấu cũng kết thúc, đó là lưỡng bại câu thương kết quả. Chu Trúc Thanh đồng thời chống lại Ngự Phong cùng Áo Tư La hai người, mặc dù Chu Trúc Thanh vũ hồn đối Ngự Phong cùng Áo Tư La đều có ép chế tác dụng. Có thể song phương hồn lực trên lệch ngược lại là Chu Trúc Thanh thấp hơn một ít, hơn nửa nàng hay lại là một chục hai, có thể đổi Ngự Phong cùng Áo Tư La, cũng coi như là Chu Trúc Thanh siêu cường phát huy trước mắt hai cái chiến đội thành viên đều có chỗ giảm nhân số, xét chiến đội chỉ còn lại một cái đường tam, mà hoàng đấu chiến đội còn dư lại đội trưởng Tuyết Hải Tàng cùng phụ trợ khói trắng. Không có chút gì do dự, đường tam cùng Tuyết Hải Tàng, với nhau xông về đối phương. Bài đầu phát động công kích vẫn là tốc độ nhanh nhất Tuyết Hải Tàng, hắn sử dụng hồn kỹ hay lại là huyết vũ lần lượt chém, dù sao huyết ảnh thuấn một sát tiêu hao lớn vô cùng. Coi như là hắn hồn lực đầy tràn thời điểm, cũng chỉ có thể dùng ba lần thôi, đến bây giờ loại trình độ này Tuyết Hải Tàng chỉ có thể lại dùng một lần cuối cùng đỏ như màu máu trảm kích y như dĩ vãng dày đặc, bất quá tuyết hải tàn rõ ràng số lượng này đã giảm bớt 20%, bởi vì hắn muốn tích giữ hồn lực sử dụng huyết ảnh thuấn ngục sát. Về phần thứ tứ hồn kỹ năng, huyết vũ phiêu linh, một chiêu này tiêu hao lớn hơn, nhưng là ở một đối một thời điểm, ngược lại mà không có huyết ảnh thuấn ngục sát hiệu quả tốt. Huyết vũ luân chém phạm vi công kích đã đem đường tam trái phải trước sau toàn bộ bao phủ ở bên trong cho dù lấy đường tam quỷ ảnh mê tung cũng không có biện pháp trực tiếp từ bị phong tỏa không gian trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Đinh đinh đinh, bất đắc dĩ, đường tam chỉ có thể khống chế tám chu mâu, đem tám cái chân nhện bảo vệ trước người mình, gắn gượng ăn tuyết hải tàn huyết vũ luân chém. Hồn cốt phẩm chất là rất cứng rắn, cho dù tiếp nhận tuyết hải tàn hồn kỹ, vẫn không có xuất hiện bị vết rách. Chỉ bất quá bởi vì trảm kích cùng tám chu mâu đụng vào nhau, sinh ra lực phản chấn, nhưng bởi vì ngoại phụ hồn cốt cùng mình xương sống liên kết, để cho đường tam đau nhe răng trợn mắt. Cảm thụ này một từng trận đau nhất, đường tam dưới mặt nạ vậy không tính ra sắc mặt mũi, bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo, hắn phẫn nộ khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Tại sao phải tổn thương ta tiểu vũ, nàng như vậy ôn nhu, thiện lương như vậy, khả ái như vậy, các ngươi thế nào hạ thủ? Trực tiếp nhận thua không tốt sao? Tại sao phải như vậy bức ta ư? Biết không biết rõ các ngươi đã có lý do đáng chết a. À? Chương 284, giỏi một cái. Lúc này đường tam điểm nộ khí đã đạt đến đỉnh phong, ở tức giận cùng nhân vật chính Hào Quang đồng thời gia trì hạ, hắn hồn lực vào giờ khắc này lại tăng lên nhất cấp mượn đột phá khí thế, đường tam phát ra gầm lên giận dữ. Tám chu mâu một tả một hữu bốn cái chân nhận, gắn sức về phía sau lôi xé, một cổ hàm chứa hồn lực bạo phong cuốn mà ra, đúng là đem huyết vũ luân chém đánh nát. Chỉ là, như vậy thứ nhất, đường tam trong nháy mắt ở giữa môn mở rộng ra, tuyết hải tàng kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, đương nhiên sẽ không lãng phí cái này thời cơ tốt. Thứ hai hồn kỹ, huyết vũ nổ tung trảo. Lơ lửng ở giữa không trung tuyết hải tàng, phát ra một tiếng nhọn thét dài, chỉ thấy một vệt đỏ như màu máu hồng lực ở hắn trên tay phải thật nhanh ngưng tụ, trong nháy mắt liền tạo thành một cái to lớn đỏ như màu máu ưng trảo. Cái này huyết trảo giống như một cái cực kỳ lớn bao tay như thế, trực tiếp đeo vào tuyết hải tàng trên tay phải, cảm giác liền muốn nhỏ máu như thế. Ở nơi này tiếng thép dài trung, tuyết hải tàn bóng người di chuyển, thân thể của hắn tựa như lưu tinh cản nguyệt một loại từ trên trời hạ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào đường tam đại mở cửa giữa. Huyết sắc ưng trảo móng vuốt sắc nhọn, ở ánh mặt trời chiếu xuống lóe lên diêm vú hồng quang chạy thẳng tới đường tam mà tới. Một chiêu này nếu như đánh trúng, ít nhất sẽ ở thân thể đường tam bên trên lưu lại năm đạo vô cùng dữ tận, sâu đủ thấy xương vết cào. Nhưng là, đường tam cũng không có nghĩ biện pháp đi phòng ngự, đường tam tay trái hắc quan phun trào, một thanh không tầm thường chút nào chùi y nhỏ xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, đường tam dưới chân đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang, lấy hắn lâm vào mặt đất hai chân làm trung tâm, toàn bộ mặt đất nhất thời nổ tung ra một cái hố to. Thân thể nửa chuyển, hai tay đường tam cầm chùi y, bắp chân phát lực lấy xà cạp eo lấy đai lưng cổng lấy lưng mang cánh tay cả người xoay một nửa chuyển trong hai tay vậy chỉ có thước dài màu đen chùa y nhỏ từ phía dưới vén lên trực tiếp tiến lên đón tuyết hải tàng huyết vũ nổ tung trảo ầm uhm. huyết sắc ưng trảo cùng màu đen búa nhỏ trực tiếp đụng vào nhau nhất thời tóe ra một đoàn chói mắt tia lửa sau đó hai cái thân ảnh đồng thời té bay ra ngoài trống tuyết hải tàng trên không trung ngừng thân hình phát ra gầm lên giận dữ chỉ thấy hắn tay trái lại đang khẽ rung hắn kinh hãi nhìn đường tam trong tay màu đen búa nhỏ căn bản cũng không có nghĩ đến cái kia không dễ thấy búa nhỏ lại có thể đem chính mình đánh lui tuyết hải tàn không dễ chịu đường tam tự nhiên canh bất hảo thụ hắn hô hấp phi thường dùng dập khóe miệng loáng thoáng xuất hiện vết máu nhưng là lúc này đường tam trạng thái cùng mới vừa rồi cũng không giống nhau nếu như nói sử dụng lam ngân thảo vũ hồn thời điểm đường tam tính cách là trầm tĩnh bình gan vững chí lời nói như vậy sử dụng hạo thiên truy vũ hồn thời điểm đường tam thì có loại một búa nơi tay thiên hạ ta có cảm giác phản phất cái này không to nhỏ búa, dành cho đường tam vô cùng lòng tin, có thể đập bay bất luận kẻ nào cảm giác. Đường tam từ trên mặt nạ lộ ra trong đôi mắt tràn đầy nóng bỏng chiến ý, nhưng là loại này chiến ý đối với tuyết hải tàng mà nói hãy cùng làm nhục không có gì khác nhau. Chính là một cái vừa mới đột phá đến ba cấp ba hồng tôn mà thôi, không nên quá đắc ý vong hình. Tuyết hải tàng phát ra hết dài một tiếng, lần nữa hướng đường tam vọt tới, mà trong tay hạo thiên truy đường tam cũng không cam chịu yếu thế, đường tam một bên chạy chậm một bên ở hạo thiên truy gõ mặt đất. Đường Tam nhịp bước có chút kỳ lạ, hơn nữa Hạo Thiên truy mỗi lần gõ mặt đất thời điểm, bắn ngược độ cao cũng sẽ càng cao hơn một chút. Cái này đặc thù gõ kỹ xảo, thực ra chính là Hạo Thiên tông loạn phi phong chù y pháp, chỉ bất quá Đường Tam cũng không biết rõ mà thôi. Ầm. Uhm. Thay phiên tăng thêm 3 lần loạn phi phong Hạo Thiên truy cùng Tuyết Hải tàn huyết vũ nổ tung trảo lần nữa đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm thấp, một đạo mãnh liệt quan mang từ va chạm nơi khuếch tán ra. Tuyết Hải tàn thân thể bị chấn bay ngược rồi xa mấy chục thước. Thân thể Đường Tam cũng là chợt lắc lư mấy cái, nhưng là cuối cùng vẫn ổn định lại. Nói cách khác, lần này giao phong ngược lại là tu vi cao hơn Tuyết Hải Tàng rơi vào hạ phong. Thân thể Đường Tam dừng lại chốc lát, liền lần nữa bước ra bước chân, một bên thay phiên thêm loạn phi phong, một bên song thẳng Tuyết Hải Tàng đi. Thấy một màn như vậy, trong lòng Tuyết Hải Tàng lửa giận càng hơn, lúc nào một cái 3 cấp 3 hồn tôn cũng dám chủ động hướng một cái 4 level 7 hồn tông phát động công kích. Trống. Tuyết Hải Tàng nổi giận gầm lên một tiếng lấy còn lại toàn bộ hồn lực thúc giục huyết vũ nổ tung trảo, cũng hướng đường tam phóng tới, chỉ bất quá hắn cũng không có phát hiện hắn huyết vũ nổ tung trên vuốt loáng thoáng có một đạo không rõ ràng vết nứt. Lần này đường tam tốc độ so với mới vừa rồi nhanh hơn không ít, thay phiên thêm số lần cũng có 5 lần, mà tuyết hải tàng cũng có thể nói là liều mạng một lần. ầm, uhm. ở nổ trung trời trung, đường tam trong tay hạo thiên truy đập vỡ tuyết hải tàng huyết vũ nổ tung trảo bể tan tành huyết vũ nổ tung trảo ở giữa không trung nổ tung ở mọi người ở hiện trường trong mắt giống như xuống một trận huyết vũ như thế Hạo Thiên truy đập bể huyết vũ nổ tung trảo sau, ở Tuyết Hải Tàng không thể tin trong ánh mắt, đập vào bộ ngực hắn bên trên. Tuyết Hải Tàng giơ thẳng lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, cả người bị đập bay ra ngoài. Phanh một tiếng vang trầm thấp đi qua, Tuyết Hải Tàng rơi ầm ầm rồi trên mặt đất, đem cứng rắn đấu hồn đài đập ra một cái hố nhỏ, chỉ bất quá thật vừa đúng lúc, này vị trí liền cách Ngọc Thiên Hằng cùng Thạch Gia huynh đệ một thước không tới khoảng cách. Tuyết Hải Tàng gắng gượng thân thể, muốn để cho mình đứng lên, chỉ bất quá hắn thử nhiều lần, cũng lấy thất bại chấm dứt. Nếu như nói tuyết hải tàng ở đường Tam vừa mới bắt đầu sử dụng hạo thiên truy thời điểm, là lấy thời kỳ toàn thịnh thúc dục huyết vũ nổ tung trảo lời nói, như vậy một tràng trận đấu coi như kết thúc rồi. Đáng tiếc là, tuyết hải tàng ở kích phá mã hồng tuấn cùng đái một bạch sau đó, thể lực cùng hùng lực nhiều nhất chỉ còn lại 60% khoảng đó, mà cuối cùng này sóng đụng nhau tuyết hải tàng có thể thúc dục hùng lực càng là chỉ có thời kỳ toàn thịnh 30% khoảng đó. Mặc dù đường Tam cũng có tiêu hao, nhưng là tiêu hao cũng không lớn chỉ dùng một lần mạng nhện trói buộc cùng một lần sống nhờ hơn nữa hắn còn dùng tám chu mâu hấp thụ thạch gia huynh đệ một bộ phận thể lực. Như vậy thứ nhất, ngược lại tạo thành phen này kết quả. Đương nhiên bây giờ đường Tam cũng không chịu nổi, trên căn bản đến gần dầu cạn đèn tắt, miễn cưỡng so với không đứng nổi tuyết hải tàn cường như vậy ném một cái ném. Trước mắt hoàng đấu chiến đội còn đứng ở trên trận cũng chỉ có một phụ trợ khói trắng, cuộc chiến đấu này là xét chiến đội chiến thắng. Nhưng là, làm người ta khiếp sợ một màn xảy ra. Ngọc Thiên Hằng cùng Tuyết Hải Tàng Thương cũng rất nghiêm trọng, khói trắng trước mắt còn ở cho bọn họ hai người chữa trị. Chỉ bất quá khói trắng còn chưa kịp phản ứng, liền bị nhân bắt cái đầu lăn không dơ lên, xuyên thấu qua đôi tay này kẻ ngón tay, khói trắng thấy là một đôi con ngươi màu đỏ, người này chính là đường tam. Chúng ta nhận thua, ngươi còn muốn làm cái gì? Khói trắng cưỡng ép trấn định lại, có chút sợ hãi nói. Đường tam không nói một lời, liền trực tiếp như vậy nắm khói trắng, đi tới đấu hồn tràn hạ, hắn cố nén trong lòng tàn bạo nói, trước cho muội muội ta chữa trị. Khói trắng ngẩn ra, nói, nàng thương đều nhanh được rồi. Chương 285, giỏi một cái. Lời còn chưa dứt, đường tam không nhịn được trong giọng nói, tràn đầy kinh người sát ý, tử hoặc là chữa trị chọn một. Đường tam mới vừa nói xong lời này, bóp chặt khói trắng đầu ngón tay dần dần co rút lại. a à. khói trắng chẳng qua là một cái chữa trị hệ hồn sư, thân nhẹ thể nhược dễ đẩy ngã, từ nhỏ đến lớn sẽ không bị thương. Lúc này, một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh liền từ nàng trong cái miệng nhỏ truyền ra. Còn không trị liệu, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng, khói trắng đang hồi hộp bên trong miễn cưỡng nhất tụ hồn lực, thiên hương trong lòng một vệt màu trắng dị hương, lặng lẽ từ tiểu vũ lỗ mũi cùng lỗ tai trung bay vào thân thể nàng. Ăn nải tiểu vũ, rất nhanh thì tỉnh lại, đường tam càng là cao hứng nước mắt cũng chảy ra, hắn ôm tiểu vũ, thâm tình thành thực nói, tiểu vũ, ngươi không việc gì thật quá tốt. Một màn này, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều thấy ở trong mắt, nhưng là hai người cũng biết rõ, tiểu vũ một khi bị thương, cho dù là dập đầu thương một chút da, đường tam sẽ bạo tẩu ai khuyên đều vô ích cho dù trữ vinh vinh còn biết rõ khói trắng thực ra coi như là sư phụ nàng tỷ khói trắng loại thiên phú này trữ phong trí không có lý do gì không biết rõ nếu biết lựa chọn liền rất đơn giản tham khảo oscar mà bên kia tuyết hải tàng cùng ngọc thiên hằng nhưng là muốn trách cả mí mắt khói trắng thân là hoàng đấu chiến trong đội duy nhất nữ tính tính cách ôn hòa nhu tướng mạo luôn vui vẻ ở hoàng đấu chiến trong đội là rất được sủng ái nhưng là cái này tiểu thư ôn nhu tỷ lại bị nhân đối đãi như vậy giống như, ngươi coi là trân bảo đồ vật, bị người trực tiếp đập bể trên mặt đất, hơn nửa người này còn hung hăng đạp một cước. Này để cho hai người làm sao có thể nhịn xuống đi, giờ phút này bọn họ đã đem Tần Minh nhắc nhở hoàn toàn quên sạch sẽ. Có lẽ, từ đối với đường tam phẫn nộ, có lẽ là từ đối với tự thân nhỏ yếu oán hận, Ngọc Thiên Hằng cùng Tuyết Hải Tàng lại gắn gượng thân thể đứng lên. Đường tam, ta muốn ngươi chết. Hải Tàng, vũ hồn dung hợp kỹ năng, làm điện tuyết vũ long. Tuyết Hải Tàng cùng Ngọc Thiên Hằng tiếng gào thét, đem đường tam cùng trữ vinh vinh đám người ánh mắt hấp dẫn tới hơn nữa đường tam đồng tử dần dần co rút lại dưới mặt nạ khuôn mặt lại lộ ra một chút sợ hãi ở đường tam thị giác trung tuyết hải tàng cùng ngọc thiên hằng hai người hai tay đắp với nhau bả vai một trận chói mắt lam màu trắng quang mang chợt xuất hiện hai người thân ảnh ở lam bạch quan trung dần dần trở thành nhạt. ngay tại lúc đó một cái lam sắc lôi long cùng một cái tuyết bạch hùng ưng ở lam bạch quang trung xuất hiện phản phất có một cổ không thể ngăn trở lực lượng đem hai nhân vũ hồn chậm rãi gần hơn dung hợp vào một chỗ chói mắt lam màu trắng trong ánh sáng, phản phất ở dựng dục này một con mảnh thú thổi hồng hoang một dạng kia uy áp kinh khủng, có loại lệnh đường tam trực diện hồn đế lý út tùng cảm giác. Muốn biết rõ Ngọc Thiên Hằng cùng Tuyết Hải Tàng đã là nỏ hết đà, nếu như ngay từ đầu liền khiến cho dùng vũ hồn dung hợp kỹ năng, sợ rằng có ép tới gần cao cấp hồn đế uy áp. Hơn nữa, cho dù là đường tam vận chuyển tử cực ma đồng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái bộ dáng. Bề ngoài giống như là một con lam bạch sắc lôi đình cự long, nhưng là này lôi đình cự long cũng không có giống như lam điện bá vương long như vậy sưng vù ngược lại càng cao gầy còn có một đôi lam cánh chim màu trắng bụng bốn con nhọn lam bạch sắc ưng trảo nếu như thiên trọng lăng tại chỗ lời nói hắn nhất định sẽ đem này hai người bắt lại nghiên cứu bởi vì này cái gọi là lam điện tuyết vũ long bề ngoài giống vô cùng là thần thoại trong truyền thuyết lạc sinh hai cánh ứng long ngoại trừ cái kia tích dịch long đầu bên ngoài gào ngay tại lam điện tuyết vũ long sắp thành hình chuẩn bị rống một cuốn họng hiện ra mình một chút cảm giác tồn tại thời điểm một cổ thứ thiệt, hơn nữa lạnh giá trung mang theo nóng bỏng hồn lực uy áp, từ hoàng đấu chiến đội cửa vào chỗ lối đi truyền tới, không có chút gì do dự trực tiếp đặt ở trên người tuyết hải tàng. Phốt Tuyết hải tàng cùng Ngọc Thiên Hằng vốn chính là cường chống đỡ một khẩu này tức, bị này cổ hồn lực như vậy áp bách một chút, hai người rên lên một tiếng, đồng thời lại thổ một búng máu. Vẫn chưa hoàn toàn dung hợp thành công lam điện tuyết vũ long, tự nhiên làm theo ngay cả một thí đều không thả ra, liền biến mất. Khói trắng thay thế chiến đội nhận thua, các ngươi làm cái gì vậy? không chịu thua sao? Một cái lạnh băng băng thanh âm từ nửa quỳ xuống, gắn gượng không có ngất đi tuyết hải tàng sau lưng truyền tới. Cái thanh âm này, tuyết hải tàng rất quen thuộc, hắn mới vừa rồi cảm giác được hồn lực cũng không có sai, xác thực đúng là thuộc về tần minh. Nghe được cái này thanh âm, tuyết hải tàng cùng Ngọc Thiên Hằng lại cũng không chống đỡ nổi, trực tiếp xỉu. Chỉ thấy tần minh chấp hai tay sau lưng, trên người mạo hiểm ngọn lửa màu vàng, hai tròng mắt đồng thời biến thành màu vàng, lượng vàng, tam tử, một hắc lục cái hồn hoàng ở trên người hắn dao động trên dưới hắn chậm rãi từ ngất đi tuyết hải tàng cùng bên cạnh ngọc thiên hằng đi tới mặt lộ vẻ nụ cười hướng về phía đường tam nói xin lỗi hai người này trẻ tuổi không hiểu chuyện cho các ngươi thêm phiền toái đường tam sửng sốt một chút không biết rõ có phải hay không là ảo giác hắn lại đang trên người người này cảm nhận được có lòng tốt chính bởi vì đưa tay không đánh người mặt tươi cười đường tam cũng cười một tiếng nói không có gì đáng ngại đường tam ngẩng đầu đối không trung đã sớm đờ đẫn người chủ trì yếm nói có phải hay không là hẳn tuyên bố tràng này đấu hồn địa kết quả kiếm lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cuốn quyết tuyên bố, một dạng chiến đấu hồn, xét chiến đội thắng. Nàng ngẩn người nguyên nhân, một phần trong đó là bởi vì tràng này đấu hồn thập phần xuất sắc, so với nàng dĩ vãng thấy tươi đẹp nhiều lắm. Nhưng là càng nhiều là khiếp sợ. Làm một chiến đội lĩnh đội, lại xuất thủ áp chế người một nhà, hơn nữa còn là đang đối với tay trước lớn áp cạnh mình chữa trị hồn sư dưới tình huống. Kiếm biểu thị, cái này dưa, phi thường xuất sắc, nàng có thể ăn một năm. Không được, như vậy hảo ngoạn sự tình, ta nhất định phải nói cho tiểu di, đây cũng quá chơi thật khá. Xét chiến đội VSC hoàng đấu chiến đội đấu hồn cuộc so tài, cứ như vậy hạ màn. Hoàng đấu chiến đội bởi vì đủ loại không giải thích được nhân tố, đưa đến thực lực bản thân còn có một nửa đều không phát huy được, liền thua mất. Cùng xét tứ kiệt hết sức phấn khởi bất đồng, hoàng đấu chiến đội mọi người với nhau nâng đỡ tụ tập chung một chỗ, mỗi người sắc mặt đều khó coi. Nhất là bị khói trắng cứu tỉnh tuyết hải tàn, lúc này sắc mặt hắn trầm ngưng tựa hồ muốn nhỏ ra nước. Hoàng đấu chiến đội đoàn người đi theo Tần Minh đồng thời trở lại thổ hào kim trang tu phòng nghỉ ngơi. Trong phòng nghỉ ngơi, Tần Minh vẽ mặt tàn khốc đối tuyết hải tàn cùng Ngọc Thiên Hằng quát lên, ta dặn đi dặn lại, cho các ngươi không nên dùng vũ hồn dung hợp kỹ năng, các ngươi lại còn dám dùng. Còn các ngươi nữa, cho các ngươi không muốn hạ tử thủ, hai người các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem nhân gia đội viên đánh trọng thương. Tần Minh không đơn thuần mắng Ngọc Thiên Hằng cùng tuyết hải tàn, càng là liền thạch gia huynh đệ cũng mắng tiến vào. Về phần ngự phong cùng áo tư la cũng chưa có phúc khí này rồi, bọn họ hai đánh một mới vừa vặn đổi một cái chu trúc thanh, phi thường xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tần Minh biểu thị, ta đối với các ngươi vô cùng hài lòng, 100 phân. Ngọc Thiên Hằng muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là bị tuyết hải tàn một cái ánh mắt của lạnh băng băng trận lại. Thấy hoàng đấu chiến đoàn người cũng không có cách nói, Tần Minh phất vất tay, các ngươi cũng đừng nản chí, mặc dù này là một trận thất bại, nhưng là chuyện tốt, bởi vì các ngươi có thể từ thất bại lấy được lớn lên. Các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ta còn muốn đi gặp vài người. Nói xong, Tần Minh xoay người sải bước đi. Vũ hồn dung hợp kỹ năng cũng không phải một thêm một bằng với hai, làm vũ hồn dung hợp kỹ năng sinh ra thời điểm, cái loại này uy lực thể hiện tuyệt không chỉ là hai danh hồn sư cấp bậc, mà là vượt qua tồn tại. Chương 286, Tần Minh, ngươi tốt nhất không nên bị ta bắt được cái chui. Tần Minh sau khi đi, hoàng đấu chiến đội thật sự ở trong phòng nghỉ ngơi bầu không khí càng bị đè nén. Tính cách tương đối nhanh nhẹn ngự phong, càng là trực tiếp một quyền hung hăng nện ở trên tường, cực kỳ không cam lòng nói, ta cùng áo tư la không có gì nói, cái kia nguyệt ảnh yêu miêu hồn sư xác thực mạnh vô cùng, chúng ta liên thủ lại mới có thể đánh bại nàng. Áo tư la gật đầu một cái, bổ sung nói, nhưng là tần lão sư lại trách chúng ta xuất thủ quá nặng. Hắn chẳng nhẽ không thấy là xét chiến đội trước tiên đem thiên hằng đánh trọng thương, chẳng nhẽ chỉ cho phép bọn họ hạ ngoan thủ, chúng ta chỉ có thể bị đánh. Đây là cái đạo lý gì? Luôn luôn trầm ổn cối đá cũng lên tiếng nói, ta chỉ hận lúc ấy không có trực tiếp đem con thỏ kia cắn chết. Hai tay thang chỉ ôm ngực, lạnh băng băng nói một câu, ta tối không nghĩ ra là, cái kia lam ngân thảo hồn sư cũng như vậy đối tiểu yên tần lão sư lại xuất thủ các đức hải tàng cùng thiên hằng vũ hồn dung hợp kỹ năng tần lão sư hắn tâm lý kết quả đang suy nghĩ gì đây không khỏi cũng quá kỳ quái chứ ngự phong nghe nói như vậy biểu môi một cái ta đều có chút hoài nghi xét chiến đội những nhân tài này là tần lão sư học sinh mà chúng ta đều là nhặt được áo tư la lần nữa đồng ý gật đầu một cái nói ngươi vừa nói như thế ta chợt phát hiện thật đúng là rất giống a à. các ngươi nhìn một chút thiên hằng bị đã thương thời điểm tần lão sư một cái thí đều không thả ra cũng cảm giác thiên hằng bị đánh là hẳn còn có nha cối đá than chì các ngươi đem con thỏ kia bạo đánh trọng thương thời điểm các ngươi đoán ta trong lúc lơ đãng phát hiện cái gì thạch gia huynh đệ cũng không quay đầu lại nói phát hiện cái gì đối với áo tư la nhất kinh nhất xả tính cách than chì than trì hai người sớm đã thành thói quen đều có chút lơ đỉnh ta phát hiện tần lão sư sắc mặt rất kém cỏi nha áo tư la hướng ra phía ngoài nhìn một chút phát hiện cũng không có những người khác lúc này mới thần thần bí bí nói tiếng nói vừa dứt hoàng đấu chiến đội sáu người đều là không thể tin nhìn áo tư la cơ hồ là đồng thời hỏi áo tư la chuyện này có thể lớn có thể nhỏ ngươi chắc chắn ngươi không nhìn lầm hoàng đấu chiến đội đám người như vậy trịnh trọng nguyên nhân dĩ nhiên là nói rõ chuyện này nếu như tra cứu đứng lên là rất nghiêm trọng tần minh làm hoàng đấu chiến đội đạo sư chính mình học sinh bị đánh thờ ơ không động lòng hoàng đấu chiến đội ngược lại đánh lại tần minh biến sắc này ý vị như thế nào hãy cùng chính mình thân tử cùng người ngoài đánh giá nhất dạng thân tử bị người đánh gần chết này làm cha mẹ một chút biểu thị cũng không có liền tựa như đứa nhỏ này không phải mình sau đó người ngoài bị ngươi thân tử đánh cho một trận ngươi này làm cha mẹ sắc mặt ngược lại trở nên rất khó coi này không liền nói rõ cái gọi là thân tử còn không có người ngoài trọng yếu này một đôi so với vấn đề liền xuất hiện đối tần minh mà nói hoàng đấu chiến đội lại còn không xét chiến đội trọng yếu a à. muốn biết rõ tần minh nhưng là nắm thiên đấu hoàng gia học viện tiền lương dùng này thiên đấu hoàng gia học viện tài nguyên sau đó làm ăn cây táo rào cây sung thủ đoạn này phải nghiên cứu đứng lên, tần minh sợ không phải chịu không nổi. Áo tư la lộ ra một cái cười lạnh, nói, cũng bởi vì ta hoài nghi mình nhìn lầm, lại liếc trộn một lần, lúc này mới bị cái kia nguyệt ảnh yêu miêu hồn sư tìm tới cơ hội đào thải ra khỏi cục, nếu không ta ít nhất còn có thể giúp hải tàng một chút xíu bận rộn. Sở hữu, ta chắc chắn, nhất định, cùng với khẳng định, ta không có nhìn lầm. Tần lão sư sắc mặt chính là trở nên rất khó coi. Ngay tại lúc đó, Ngự Phong cũng nói, thì ra là như vậy, ta tự buồn bực rồi, ngươi thế nào bỗng nhiên chần chờ một hai giây thời gian cũng không nhúc nhích, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng cao mày nói, cũng dừng lại, này không đầu không đuôi, không bằng không theo sự tình, không nên nói lung tung, dù sao tần lão sư là chúng ta lĩnh đội, cũng là chúng ta đạo sư. Chúng ta làm học sinh, tối thiểu tôn sư trọng đạo phải có. Một mực giữ yên lặng, sắc mặt âm trầm vô cùng tuyết hải tàn, hắn rốt cuộc nâng lên nói một câu nói, không bằng không theo sự tình, xác thực chớ nói bậy bạ được, nhưng là chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, Ta hy vọng này không phải ta một lần cuối cùng gọi hắn tầng lão sư." Tuyết Hải Tàng lời nói, để cho Ngọc Thiên Hằng ngẩn người một chút, hắn có chút kinh ngạc nói, "Hải Tàng, ngươi là nghiêm túc sao?" Thân phận của Tuyết Hải Tàng là Thiên Đấu Đế Quốc Tam hoàng tử, chuyện này ở Thiên Đấu hoàng gia trong học viện, chỉ có ba cái hồn đấu la giáo ủy, Ngọc Thiên Hằng, Khói Trắng, năm người này biết rõ. Ngay cả hoàng đấu chiến đội còn lại bốn người cùng Tần Minh, cũng chỉ cho là Tuyết Hải Tàng là một cái bá tước đời sau, dù sao Thiên Đấu Đế Quốc truyền thừa vũ hồn là Thiên Nga, mà không phải Tuyết Ưng mà bây giờ tuyết hải tàng lời này dĩ nhiên là muốn động dùng phía sau hắn lực lượng đem cái này có chút chuyện ly kỳ điều tra rõ ràng nếu như tần minh thật có làm ăn cây táo rào cây sung chuyện khi trẻ tuổi hồn đế sợ rằng phải lột một lớp da rồi dù sao người này đánh thiên đấu đế quốc mặt tuyết hải tàng cũng không trả lời ngọc thiên hằng lời nói chỉ bất quá hắn biểu tình liền nói cho ngọc thiên hằng chính mình đáp án dĩ nhiên là cái gì tuyết hải tàng quay đầu nhìn hoàng đấu chiến trong đội duy nhất một nằm trên ghế sa lo nghỉ ngơi nhân đối với nàng hỏi tiểu yên bây giờ ngươi cảm giác thế nào, đầu còn đau không? Khói trắng lắc đầu một cái nói, bây giờ tốt hơn nhiều, không đau như vậy rồi. Vậy cũng dưới đây tới đi động một cái sao? Chúng ta chuẩn bị trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tuyết hải tàng nhìn xuống khói trắng sắc mặt, so với trước kia cầm một bộ trắng bệt bộ dáng đã khá nhiều, vì vậy hắn dò xét tính hỏi. Không thành vấn đề. Sau khi nói xong, khói trắng liền đứng dậy cùng tuyết hải tàng đám người đồng thời trở lại hoàng đấu chiến đội lúc trước liền quyết định bên trong quán rượu nghỉ ngơi. Bên kia, tần minh cũng nhìn được sử lai like khắc học viện Flender cùng triệu vô cực mấy người muốn gặp sau đó tại chỗ diễn ra một phen cực kỳ làm người ta cảm động hàng năm đại hí kịch danh tần minh yêu mẫu giáo tần minh hết thảy đều là cái giáo cho ai muốn hư hại mẫu giáo vinh dự tần minh thứ nhất bất quá thả bọn họ luận như thế nào cho mẫu giáo học đệ học mụi môn đưa kinh nghiệm chỉ bất quá này ra trò hay diễn ra một nửa khoảng đó ngọc đại thấp thấy không cần phải tần minh diễn đường tam cũng có thể thắng vì vậy thở phì phò chạy ra ngoài hóng mắt này kính gió không sao vừa ra hóng mát, liền vừa vặn gặp hắn căn bản không thả tâm lý chất tử Ngọc Thiên Hằng. Với nhau đã lâu lắm không bái kiến hai chú cháu, tự nhiên làm theo đi trốn không người hàng huyên. Hoàng đấu chiến đội còn thừa lại sáu người, phủi liếc mắt hai người này trò chuyện lửa nóng, cũng không nói nhiều lời, tiếp tục hướng chiến đội quyết định khách sạn chỗ phương hướng đi tới. Ngay tại lúc đó, xếp chiến đội đang hoàn thành đấu hồn điểm tích lũy tính toán sau đó, tấn thăng thành kim đấu hồn cấp chiến đội, hơn nữa cũng thu được một đống lớn kim hồn tiền. Để tỏ lòng thánh chúc, xếp chiến đội bảy người, cũng trở về bọn họ quyết định khách sạn. Chỉ bất quá cùng hoàng đấu chiến đội kiềm chế cùng phẫn nộ bất đồng, xét chiến đội 7 người, là chuẩn bị đi bên trong quán rượu ăn mừng. Ta tự buồn bực rồi, nhìn sách lậu thì nhìn sách lậu, nhìn sách lậu còn dám mở mấy cái kiến tập, ở khởi điểm cho ta chích chích méo mó, nói tần minh không có gì điểm đen. Ta đề nghị mấy cái này kiến tập đi xem một chút nguyên tắc bên trong hoàng đấu cùng xét đánh thời điểm, tần minh là thế nào làm, nhìn ta có phải hay không là cố ý đen hắn, cố ý hàng trí năng. Tay không bắt sói quái, không tư cách bình luận, thấy một cái vĩnh cửu cấm ngôn một cái, đừng tưởng rằng thất bại cũng chưa có tính khí. Chương 287, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hoàng đấu chiến đội cùng xét chiến đội đánh xong đấu hồn cuộc so tài sau đó, đã là đêm khuya, theo lý mà nói khoảng thời gian này tác thác bên trong thành hẳn là nhân số thưa thất. Nhưng là, trên thực tế lúc này tác thác thành vẫn là đèn đuốc sáng choang, hơn nữa có mấy quán rượu làm ăn so với ban ngày tốt hơn. Tần Minh cùng xét chiến đội 7 người, cộng thêm triệu vô cực cùng Flender, ngay tại bọc nguyệt khách sạn tầng thứ nhất dùng cơm. Uống rượu ăn cơm xong, vậy khẳng định không thiếu được nổ, vì vậy Tần Minh hướng về phía xét chiến đội 7 người một hồi cùng liếm. Về phần thế nào liếm, nội dung cụ thể có thể nhìn nguyên thư. Chỉ bất quá, ngay tại Tần Minh cùng liếm thời điểm, một cái dáng ngoài lưu thư bình thường, nhìn không có chút đáng chú ý nào người trung niên đi vào, hắn tùy tiện tìm rồi một cái vị trí liền ngồi xuống. Này cái vị trí cùng sử lai like khắc học viện bàn, vừa vặn liền cách một bàn mà thôi, hơn nữa một bàn này hay lại là không. Người trung niên sau khi ngồi xuống, liền để cho phục vụ viên đem ra rồi menu, tùy tùy tiện tiện chọn chút thức ăn, sau đó mặt lộ vẻ mỉm cười nghe, sau lưng Tần Minh đối xét chiến đội điên cùng thổi phòng. Bây giờ ta mới biết rõ các ngươi tại sao phải mang mặt nạ, các ngươi thật là cho ta quá nhiều kinh ngạc, ta vẫn cho là thiên phú đã rất không tồi hoàn đấu chiến đội, ở trước mặt các ngươi căn bản là cái gì cũng không phải. Nếu như tuổi tác giống nhau lời nói, bọn họ đem không có bất kỳ chiến thắng cơ hội. Khi hắn nghe được từ Tần Minh trong miệng nói ra những lời này thời điểm, người trung niên khóe miệng nụ cười càng đậm, hắn lặng lẽ đưa tay đưa vào ngực mình. Ở một cái tứ tứ phương phương hồn đạo khí bên trên nhẹ nhàng ấn xuống một cái, rất nhanh tay hắn lại lấy ra. Ở trong mắt người khác, người trung niên động tác này giống như ở cho mình cù lét như thế. Người trung niên, tên là Vương Hàng, là một gã bảy một lever hồn thánh, hắn chủ nghề nghiệp là bảo tiêu, phó chức nghiệp là tình báo thủ lĩnh. Cùng Vương Hàng nghề chính nghiệp giống nhau là bảo tiêu còn có hai cái, này hai người theo thứ tự là bảy cấp ba cùng bảy cấp bốn hồn thánh ba người bọn họ bảo vệ đối tượng dĩ nhiên là thiên đấu đế quốc tam hoàng tử tuyết hải tàng mặc dù vương hàng phó chức nghiệp là tình báo thủ lĩnh nhưng là hắn thỉnh thoảng cũng phải cần đi ra gom một chút tình báo hơn nữa nghe trộn một chút tần minh cùng xét chiến đội kết quả có quan hệ gì nhiệm vụ này hay là hắn đại lão bản tuyết hải tàng phân phó đi xuống vương hàng không muốn đi cũng phải đi nha vương hàng mới vừa rồi vào trong ngực len lén đè xuống hồn đạo khí chính là một cái dùng thu âm hiệu quả hồn đạo khí ám sờ một cái nghe lén lấy vương hàng tu vi ngược lại có thể bị sử lai khắc học viện hai cái hồn thánh phát hiện vì vậy vương hàng biểu thị ta trực tiếp vào tới dùng cơm an vị ở cách vách ngươi mở ra máy ghi âm đem bọn ngươi nói hết thảy toàn bộ đều lục đi vào ta liền quan minh chính đại nghe trộm rồi các ngươi có thể làm gì ta vương hàng đang len lén thu âm tần minh vẫn ở chỗ cũ thổi phòng đến lúc này tần minh còn nói ra một cái nặng ký tin tức thật là đáng tiếc nếu như học đệ học muội không phải chúng ta xét nhân, ta nghĩ đủ phương cách cũng phải đem các ngươi lấy được hoàng gia học viện đi, nếu như có các ngươi, nói không chừng. Nghe nói như vậy, Vương Hàn sắc mặt cũng cứng lại, bất quá cũng may hắn là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, rất nhanh thì khôi phục bình thường. "Người tốt, chúng ta xét, Tần Minh ngươi cái này đầu vuông tai to gia hỏa, thì ra đều không đem mình làm hoàng gia học viện lão sư a. Còn chuẩn bị đem xét chiến đội nhân lấy được hoàng gia học viện đi." Này thao tác là cảm thấy hoàng đấu chiến đội thành viên bị đánh không đủ thảm chuẩn bị để cho xét chiến đội nhân, đến hoàng gia học viện tiếp tục vào chỗ chết đánh bọn họ. Vừa lúc đó, Ngọc Đại Thấp từ bên ngoài đi vào, nói, liền coi như bọn họ là sử lai khắc học viện nhân, người cũng giống vậy có thể đem bọn họ mang về hoàng gia học viện. Sau đó, Ngọc Đại Thấp quan quát nói một tràng. Đại khái ý tứ chính là, xét chiến đội thành viên đi thiên đấu hoàng gia học viện không có vấn đề, nhưng là phải đáp ứng hắn tam điều kiện. Một, thiên đấu hoàng gia học viện phải tiếp nạp sử lai khắc học viện toàn bộ giáo sư. Hai, sử lai khắc học viện bảy tên học sinh chỉ nhận chính bọn hắn giáo dục thiên đấu hoàng gia học viện không phải can thiệp tam sử lai khắc học viện muốn rời đi thời điểm thiên đấu hoàng gia học viện cũng không có ngăn trở bọn họ quyền lợi vương hằng tổng kết một chút này tam điều kiện tổng hợp chính là chúng ta sử lai khắc học viện có thể ăn các ngươi thiên đấu hoàng gia học viện dùng các ngươi thiên đấu hoàng gia học viện nhưng là các ngươi thiên đấu hoàng gia học viện đừng để ý đến chúng ta hơn nữa chúng ta muốn đi thì đi các ngươi vẫn không thể ngăn chúng ta đương nhiên nếu như còn chưa rời đi lúc có đạt được cái gì vinh dự, này vinh dự liền trở về các ngươi thiên đấu hoàng gia học viện, tạm thời bồi thường. Như vậy vượt quá bình thường điều kiện, chính người thường mà nói hẳn là sẽ tự tuyệt, nhưng là Vương Hàng không nghĩ tới là Tần Minh một cái liền đáp ứng. Hơn nữa, Tần Minh còn nói điều kiện này không có chút nào quá đáng, học viện chẳng những sẽ không cự tuyệt, sẽ còn cung cấp tốt mà nhất thù lao bọn họ. Tần Minh lời này, triệt để để cho Vương Hàng đối với hắn hết ý kiến. Bây giờ hắn phi thường muốn mở ra Tần Minh sọ não, nhìn một chút trong này chứa đồ vật, là cương thi thích nhất, hay lại là bỏ hung thích nhất. Cương thi nhất định là thích ốc, về phần bọ hung thích gì, kia mọi người đều biết a. À. Vì phòng ngừa bị tần minh quy cao đồng hóa, Vương Hàng vội vội vàng vàng trả tiền, hướng cửa tiệm rượu đi ra ngoài, hắn phải đi về phục mệnh. Mạch mạch khách sạn, nhà này nguy nha lộng lẫy khách sạn, chính là hoàng đấu chiến đội hạ tháp chỗ rồi. Tuyết Hải Tàng dĩ nhiên là không thiếu tiền, phòng hắn ở đệ ngũ tầng trí tôn viết trong bao gian. Lúc này Tuyết Hải Tàng đứng chắp tay, đứng ở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên đến trên bầu trời đêm tàn nguyệt. Tùng 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 thùng thùng. Bỗng nhiên, một ngắn, hai bình, tam trưởng tiếng gõ cửa vang lên. Khóe miệng của tuyết hải tàn lộ ra một cái mỉm cười, nói, vào. Tiếng nói vừa dứt, một cái người trung niên đẩy cửa phòng ra, người này chính là Vương Hàng. Hắn đi thẳng tới tuyết hải tàn sau lưng, nửa quỳ nói, tam hoàng tử điện hạ, ngài cần muốn cái gì, ta đã thu tập được. Nói đến ta nghe nghe. Vương Hàng đem thu âm hồn đạo khí từ trong ngực lấy ra ngoài, để ở một bên trên bàn. Chỉ chốc lát sau, Tần Minh cùng Sử Lai khắc học viện thanh âm từ bên trong truyền ra. Thu âm thực ra không phải rất dài, Tuyết Hải Tàng sau khi nghe xong, vẫn là đưa lưng về phía Vương Hàn. Sau một hồi lâu, Tuyết Hải Tàng từ tốn nói, Tần Minh nếu nghĩ như vậy để cho Sử Lai khắc học viện chúng ta thiên đấu hoàng gia học viện, ta đây sẽ đưa hắn một món lễ lớn đi. Vương Tiên Sinh, làm phiền ngươi đem chuyện hôm nay toàn bộ báo cho biết cho ba vị giáo ủy, sau đó cho ta biết nhị ca, điều 10.000 tinh binh cho ta đúng kia thuộc hạ xin được cáo lui trước. Làm thuộc hạ, nhìn mặt mà nói chuyện bản lãnh, Vương Hàng hay lại là biết một chút, hắn rất thức thời trực tiếp rời đi tuyết hải tàng căn phòng. Ở khách sạn trên hành lang, Vương Hàng loáng thoáng nghe đồ gia dụng bị đập bể thanh âm cùng với tuyết hải tàn tiếng gầm gừ. Tần Minh, ta muốn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chương 288, chuẩn bị gây sự. Mặc dù tuyết hải tàng ban đêm hôm ấy cùng nộ chứng phạm vào, đem mạch mạch phòng khách sạn đồ gia dụng đập không còn một mống, hơn nữa còn tạo thành nhiễu dân, nhưng là, không ngăn được tuyết hải tàng có tiền A. À. Những thứ kia cảm thấy hắn đập đồ gia dụng phát ra âm thanh quá ồn nhân, tuyết hải tàng trực tiếp hướng trên mặt bọn họ ném 10.000 kim hồn tiền, biểu thị các ngươi đứng ở xem ta đập các ngươi trong phòng đồ gia dụng. Nửa đường không đi, tiền này chính là ngươi rồi. Không cái gì, liền vượt trội một cái ngang tàng. Đập rồi một buổi tối đồ gia dụng đến trúc giận, mặc dù tuyết hải tàng không có thời gian đi ngủ, nhưng là cả người hắn lại phấn khởi rất, nhưng là nói một chút buồn ngủ cũng không có. Không có chút gì do dự, tuyết hải tàng giữa trưa ngày thứ hai thời điểm liền trực tiếp mang theo hoàng đấu chiến đội còn lại thành viên hướng thiên đấu hoàng gia học viện phương hướng quay trở về về phần hoàng đấu chiến đội lĩnh đội tần minh tuyết hải tàng không thèm đếm xỉa tới hắn một tiếng kêu đều không đánh nhau với hắn xuống một tuần lễ sau đó tuyết hải tàng mang theo hoàng đấu chiến đội trở lại thiên đấu thành hơn nữa ở ngày nào đó ban đêm tự mình ra mắt rồi tam đại giáo ủy đem tần minh ăn cây táo rào cây sung bằng chứng tự mình nộp lên cho giáo ủy hội thu tịch mộng thần cơ do mộng thần cơ chính mình truyền phát ra đoạn này thu âm. Vốn là còn tưởng rằng tuyết hải tàn là chuyện bé xé ra to tam tịch trí lâm, nghe được cái này đoạn thu âm tức tại chỗ mặt cũng xanh biết. Mà thân cao bốn thước, vòng eo cũng là bốn thước bạch bảo sơn, thân là khói trắng da da hắn, sắc mặt hắn ngược lại mà không có gì thay đổi, vẫn là một bộ cười hiếp mắt bộ dáng. Bất quá, ba người quen biết nhiều năm, trí lâm cùng mộng thần cơ há lại sẽ không biết rõ, cái này tiểu lão đầu nụ cười phân hai loại. Một loại là nụ cười chân thành, nhưng con mắt thì không có nhắm lại, một loại khác chính là cười hiếp mắt bộ dáng nụ cười như thế đã nói lên bạch bảo sơn muốn giết người rồi về phần muốn giết ai đó còn cần phải nói sao chỉ là ở tuyết hải tàng khuyên bên dưới tam đại giáo ủy cho tuyết hải tàng một bộ mặt chuẩn bị đợi sử lai khắc học viện những thứ kia đóng cặn bả đi tới hoàng đấu học viện thời điểm mang đến bắt rùa trong hũ ở không sai biệt lắm thời gian tại phía xa vũ Hồng thành thư viện trong mật thất thiên trọng lăng hắn là như vậy vẻ mặt mộng bức nhìn phần này vừa tới tay không lâu tình báo tình báo có hai phần nhất phân là bốn ngày trước cũng chính là hoàng đấu chiến đội mới vừa chiến bại không lâu sau cuộc chiến đấu này tình báo liền truyền tới một phần khác tình báo là mới vừa hồng đậu cho hắn tình báo cũng là liên quan tới hoàng đấu chiến đội chiến bại tình báo chỉ bất quá phần thứ hai tình báo viết kỹ lưỡng hơn giống như là người trong cuộc tự viết đi ra như thế từ bắt đầu xét chiến đội thế nào bày cuộc đến thỏ tử thụ thương đường tam bạo nổi loại cùng với cuối cùng tần minh lại đối hoàng đấu chiến đội thành viên xuất thủ trấn ác quá trình viết là tinh tế người trong cuộc này dĩ nhiên là ở giữa không trung nhìn hai cái chiến đội lẫn nhau ẩu yếm. Yếm ngày thứ ba mới cùng ở tắc thác thành nghỉ phép hồng đậu nhổ nước bọt rồi, đêm hôm đó chuyện gì xảy ra? Mà hồng đậu dĩ nhiên là hơi chút chỉnh sửa một chút, mới lên báo cáo vũ hồn điện tình báo bộ, như vậy thứ nhất, liền trì hoãn một hai ngày. Thiên trọng lăng căn bản không có nghĩ đến cái kia đấu hồn tràng yếm lại là hồng đậu cháu gái, đây mới là hắn vẽ mặt mộng bức nguyên nhân. Mộng bức đi qua, thiên trọng lăng nhìn phần tình báo này, rơi vào trầm tư. Tuyết Hải Tàng hồn lực cao đến 4 level 7, Ngọc Thiên Hằng cũng có 4 cấp 2 hồn lực, bất kể từ nguyên nhân gì, xét chiến đội đánh bại như vậy một cái cường địch. Không cần nghĩ, xét tứ kiệt cùng tam nằm vùng, bọn họ 7 người cái đuôi khẳng định cũng vĩnh lên trời đi. Sử lai like khắc học viện đối học viên bồi dưỡng phương thức, thực ra rất đơn giản, đó là một loại tương tự thôi miên tẩy não phương thức. Một mực cho bọn hắn quán thâu, mình là quái vật, chính mình cùng người khác bất đồng, trên đại lục còn lại thiên tài chẳng qua là người bình thường, căn bản không xứng làm đối thủ bọn họ. Sau đó thông qua một trận lại một phen thắng lợi, đem còn lại thiên tài dẫm đạp ở trên sàn nhà va chạm, mà chính mình dùng cao cao tại thượng ánh mắt, lấy một loại người thắng mắt nhìn xuống, tới xác lập cái lý này độc là chính xác. Đánh bại đối thủ càng nhiều, đánh bại đối thủ càng mạnh, bọn họ cái này tín niệm sẽ kiên định, đối với quái vật hai chữ này thì sẽ càng công nhận. Trong nguyên thư sử lai like khắc học viện chính là làm như thế, hơn nữa ở đường tam dưới sự hướng dẫn, bọn họ thành công, một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng lấy yếu chống mạnh, đánh bại tối cường đại vũ hồn điện chiến đội này một trận chiến đấu đi xuống sử lai like khắc học viện danh tiếng vang dội đại lục sử lai like khắc thất quái càng là đã dùng tự mình tiến tới hình dung quái vật mà không phải đem mình làm quái vật nhưng là ở thiên trọng lăng trong nhận biết quái vật này một từ có thể không phải là cái gì tốt hình dung từ dưới bình thường tình huống mọi người khi nhìn đến làm người ta chán ghét nôn mửa sợ hãi xấu xí vật thể không rõ lúc mới có thể nhớ tới cái này hình dung từ đối mặt loại này vật thể không rõ mọi người có lẽ sẽ sợ hãi sẽ tuyệt vọng sẽ phẫn nộ nhưng là vĩnh viễn sẽ không đi hâm mộ loại quái vật này càng không biết muốn làm cho mình biến thành quái vật hơn nữa chu trúc thanh vũ hồn đều tiến hóa nhất định là từ dịp mộng vi tay lấy được hắn luyện chế tiên phẩm đang dược nói cách khác đoán là người mình vạn nhất này mèo con tâm nhãn không đủ thật bị này cái quái vật gì văn hóa cho đồng hóa tiến vào ngày ngày mở miệng ngậm miệng nói mình là quái vật cái gì khi dịp mộng vi khởi không phải sẽ tức phun máu ba lần cho nên tâm địa thiện lương thiên trọng lăng biểu thị yêu cầu đem các loại lầm vào lạc lối hài tử kêu hồi đường chính để cho bọn họ thật tốt làm người bình thường. Trực tiếp như thế bên trên vũ hồn ngân hà hạm đội tất cả nhân viên sao? Thiên trọng lăng trong đầu mới xuất hiện cái ý niệm này, liền bị hắn bỏ đi, chính là một cái xét chiến đội căn bản không đúng quy cách để cho vũ hồn ngân hà hạm đội toàn thể điều động. Mang theo bốn vấn đề lớn thiếu nữ. Lấy lữ linh chỉ đám người thực tế chiến lực, một người là có thể đem xét chiến đội đánh thủng, phi thường phù hợp dạy dỗ những hài tử này, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng đạo lý. Ngay tại thiên trọng lăng vừa mới quyết định chú ý thời điểm, một cái thanh thúy trung mang theo quyến rũ ý âm thanh từ cửa mật thất truyền vào nhưng là một thân màu đen quần dài dáng vẻ sặc sỡ nở nang động lòng người bỉ bỉ đông chỉ thấy bỉ bỉ đông bước liên tục khẽ dơ lên đi tới thiên trọng lăng sau lưng theo nàng đi đi lại lại trong không khí phản phất tràn ngập một cổ nhàn nhạt thơm dịu hai tay bỉ bỉ đông vòng lấy cổ thiên trọng lăng cả người nhẹ nhàng đè lên cái này làm cho thiên trọng lăng cảm nhận được dẫn bóng va chạm vào người khác là cảm giác gì cảm thụ này từ sau lưng truyền tới ôn nhuyễn cảm thiên trọng lăng có chút trục trịch cảm giác kèm theo cảm giác này thiên trọng lăng bỗng nhiên linh quan chợt lóe hắn biết rõ mang ai đi dạy dỗ đường tam tương đối khá người ngoài đánh dữ dội hiệu quả khẳng định không có chính mình mẫu thân tự mình ra sân được trần sương liền quyết định là ngươi rồi làm ra quyết định kỹ càng sau đó thiên trọng lăng biểu thị nhà mình lão bà cũng như vậy chủ động hắn cũng cần bày tỏ một chút thiên trọng lăng chuyển thân đứng lên khóe miệng mang theo một luồng mỉm cười đem bỉ bỉ đông bồng trong ngực hướng trong mật thất kia cái giường lớn đi tới chương 289, quay đầu lại là bờ. các thách thành đại đấu hồng tràn người phụ trách, hay lại là kia trương khuôn mặt quen thuộc, hắn là ngao chủ quản. Nhưng là này hơn nửa tháng đến, ngao chủ quản sinh hoạt liền quá có chút không thoải mái. Vốn là nhật tiến đấu kim đại hồn đấu trường, này hơn nửa tháng tiếp gần một tháng lợi nhuận trực tiếp chặn ngang cắt đứt, thiếu chút nữa để cho ngao chủ quản đem mình tiền để dành đều lấy ra đệm lên rồi. Về phần nguyên nhân, cũng rất đơn giản, hoàng đấu chiến đội bá tràng thời điểm, ngao chủ quản ở vô kế khả thi dưới tình huống, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng an bài xét chiến đội cùng bọn họ đánh nhau. Kết quả, xét chiến đội thập phần không chịu thua kém đem hoàng đấu chiến đội cho làm gục xuống. Nhưng là, còn không chờ ngao chủ quản cao hứng mấy ngày, tân tràng bá lại đi ra, đó chính là đồ long giả, cuối cùng thành ác long xét chiến đội. Phàm là có xét chiến đội ra tràn trận đấu, những thứ kia đại tiểu quý tộc đều là điên cùng tướng Kim Hùng tiền hướng xét chiến đội bên kia ép. Cho dù, ngao chủ quản đem song phương tỷ số bồi cũng điều thành 100 so với một cũng không ngăn được những thứ này đại tiểu quý tộc. Tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần ép cái này chiến đội thắng, kim hồn tiền sẽ trở nên nhiều, kim sáng sáng kim hồn tiền ai không thích đây. Khí này ngao chủ quản cũng muốn đem tỷ số bồi điều thành một triệu so với một rồi, đáng tiếc đấu hồn tràng quy định, thấp nhất tỷ lệ chính là 100 so với một. Này đấu hồn tràng lông dê, đều nhanh những thứ kia đại tiểu quý tộc vén không có, hơn nữa từ vùng khác đi ngang qua phú thương cùng những thành thị khác đi ra du ngoạn đại tiểu quý tộc, nghe được tin tức cũng lỗ dương mau hàng ngũ. Ngao chủ quản bị tức là một ngày lão một tuổi, hắn cũng lo lắng cho mình tráng niên mất sớm rồi. Đông đông đông. Đột nhiên tới tiếng gõ cửa, các đứt ngao chủ quản suy nghĩ, cái này làm cho hắn càng tức hơn. Ngao chủ quản hét, không phải nói, không việc gì đừng tới phiền ta. Ngoài cửa người phục vụ, có ném một cái ném bị hù dọa, bất quá hắn vẫn kiên trì đến cùng nói, chỗ ghi danh có một chiến đội, muốn chỉ danh khiêu chiến xét chiến đội. Nghe nói như vậy, ngao chủ quản càng tức giận hơn, hắn vai u thịt bắp trên cổ gân xanh nổi lên, trên trán toát ra một cái tỉnh tự, nổi giận mắng, để cho bọn họ biến, cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Ngao chủ quản tức giận như vậy là có nguyên nhân, bởi vì xét chiến đội danh tiếng đã dần dần ở tác thác thành đánh đi ra, rất nhiều không nổi danh, thậm chí là cây kê một nhóm chiến đội, cũng muốn đi lên cọ một chút xét chiến đội nhiệt độ. Nếu như, vạn nhất, khả năng có như vậy ném một cái ném cơ hội, gặp phải xét chiến đội tất cả nhân viên đau bụng, vậy bọn họ không phải thì có thắng hy vọng. Dù sao, mơ mộng vẫn là phải có, vạn nhất thực hiện đây. Nhưng bởi như vậy, liền đưa đến ngao chủ quản mỗi lần nhân khi cao hứng đi, mất hứng mà về, những thứ kia cây kê chiến đội cơ bản đều là song hoàng đại hồn sư, cầm đầu với xét chiến đội đánh A. Cho nên, ngao chủ quản tức giận như vậy, thật ra thì vẫn là có thể lý giải. Nhưng là bọn họ trong đội ngũ, thấp nhất tu vi đều là hồn tôn A, bên trong hai cái hồn tông, ba cái hồn tôn, còn có hai cái không có bày ra hồn hoàng. Phục vụ viên vẽ mặt mộng bức, nhưng hắn vẫn đem điều này mới tới chiến đội tình huống căn bản nói ra. Ngược lại tin tức cũng báo lên, chủ quản còn không đồng ý, kia liền không phải chuyện hắn rồi. Cái gì hai cái hồn tông, hồn tông có rắm. Ngao chủ quản mới vừa muốn tiếp tục mắng, nhưng là lời còn chưa nói hết, tự đình chỉ rồi. Bởi vì hắn cảm thấy, có phải hay không là chính mình xuất hiện ảo giác, nếu không làm sao sẽ nghe được cái này mới tới chiến đội, nắm giữ hai cái hồn tông, ba cái hồn tông phối trí. Trào. Ngao chủ quản đẩy ra cửa phòng làm việc, đứng ở trước mặt phục vụ viên, hỏi ngươi mới vừa nói cái gì, mới tới chiến đội có hai cái hồn tông phối trí. Đúng, hai cái hồn tông, ba cái hồn tôm, chủ quản ngài có muốn hay không đi xem hạ? Phục vụ viên hỏi. Tiểu từ, đi, theo ta quá đi gặp bọn họ một chút. Ngao chủ quản vỗ một cái tiểu từ bả vai, dẫn đầu hướng đấu hồn chỗ ghi danh đi tới. Cái kia, trước đài đem bọn họ an bài thượng quý tân viết bao gian. Nhìn ngao chủ quản chạy nhanh như vậy, tiểu từ thật nhanh hướng về phía hắn kêu một tiếng. Ngao chủ quản. Tác thác trung tâm thành đại đấu hồn tràng vẫn tương đối đại, ngao chủ quản cùng tiểu từ dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian, mới đi tới căn này viết phòng riêng. Tình huống gì, tại sao phải an bài ở gian phòng này? Căn này phòng riêng chính là trước kia hoàng đấu chiến đội sử dụng phòng riêng, ngao chủ quản sợ hoàng đấu chiến đội vận xui lây cho cái này mới tới chiến đội, không khỏi ở tâm lý nhổ nước bọc đến. Không có cách nào hoàng đấu chiến đội cao nhất hồn lực đều có 4 level 7, còn thua thảm như vậy, không phải xui xẻo là cái gì. Ngao chủ quản sửa sang một chút dung nhang, sau đó gõ viết phòng riêng đại môn, chờ đến người bên trong đáp lại sau đó, hắn mới đi vào dẫn đầu tiến vào hắn tầm mắt là ngồi ở trên ghế salon một nam một nữ, này hai người nhìn 30 không tới, như là một đôi tình nhân. Sau đó là phân ngồi ở đây đôi tình nhân bên người hai cái tuổi chừng 12 tuổi khoảng đó thiếu nữ. Cuối cùng, nữ có nam có cộng lại tổng cộng là năm cái, bề ngoài 25 tuổi dáng vẻ, năm người này rất cung kính ngồi thành một hàng. Chư vị các tiên sinh, các nữ sĩ, buổi tối khỏe, kẻ hèn là tác thác thành đại đấu hồn tràn người phụ trách, ngao rượu. Ngao chủ quản mặt lộ vẻ mỉm cười, thập phần chuyên nghiệp tiến hành tự giới thiệu mình ngồi ở trên ghế salon lười biến thanh niên cũng không nói gì nhiều nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, nghe nói nơi này các ngươi, có một nhánh tên là xét chiến đội đội ngũ phi thường cường thế, đoàn đội chiến không có bại tích đúng không? Sau đó, ngươi một mực ở khổ não nên xử lý như thế nào cái này xét chiến đội, nếu không các ngươi đấu hồn tràng lợi nhuận sẽ một mực hạ xuống. Ai, đúng là như vậy, như vậy các ngươi cái này chiến đội có thể hay không đánh thắng xét chiến đội đâu rồi, đánh thắng sau đó các ngươi sẽ thường trú tác thác thành sao? Ngạo chủ quản thở dài, Bất quá hắn bây giờ đã học tin rồi, nếu như cái này chiến đội đang đánh thắng xét chiến đội sau đó, cũng không đi lời nói, vậy bọn họ đấu hồn tràn như cũ không thoát khỏi này khốn cảnh. Lười biến thanh niên nhìn về phía năm người kia, đối với bọn họ có chút tỏ ý, năm người này không chút do dự trực tiếp lấy ra bọn họ hồn hoàng. Hai nhân hồn tông, hồn hoàng, hoàng hoàng tử tử. Tam nhân hồn tôn, hồn hoàng, hoàng hoàng tử. Chúng ta chính là tới biết một chút về cái này chiến đội, đánh xong liền đi, đối với kim hồn tiền cái gì, ta một chút hứng thú cũng không có, thanh niên lướn biến nói tốt lắm ta mau sớm cho các ngươi ăn bài đấu hồn cuộc so tài ngao chủ quản sản khoái như vậy nguyên nhân là bởi vì bất kể thanh niên dẫn chiến đội thắng hay thua đối với hắn cũng không có ảnh hưởng thắng có thể đi tốt nhất không đi lời nói chỉ là bá tràng chiến đội đổi một cái mà thôi thua kia càng không cần phải nói giữ hiện trạng chứ sao đúng rồi các ngươi chiến đội tên gọi là gì ngao chủ quản lúc này mới nhớ tới hắn còn không biết rõ thanh niên dẫn chiến đội danh xưng là cái gì quay đầu lại là bờ. Thanh niên cười nói. Không cần nhiều lời, cái này lười biến thanh niên nhất định là thiên trọng lăng rồi. Mà bên cạnh hắn tuổi lớn một chút tất nhiên là bỉ bỉ đông, hai bên tuổi còn nhỏ một điếm là thiên quan nguyệt cùng trần sương. Còn lại năm cái, là hắn từ tác thác thành vũ hồn điện trung mượn tới đủ số dùng. Chương 290, không có tựa đề. Hoàn thành này một trận thao tác sau đó, thiên trọng lăng cùng bỉ bỉ đông đám người liền rời đi trước tác thác thành đấu hồn tràng. Thiên Trọng Lăng là chuẩn bị cùng Bỉ Bỉ Đông thật tốt đi dạo một chút đường phố, mình cũng làm một lần thổ nhà giàu, thấy lão bà của mình thích gì liền toàn bộ mua cho nàng rồi. Nếu như có thể gặp phải cái gì không có mắt, thấy lão bà của mình tịnh lệ động lòng người, muốn lên tới treo đùa tiểu quý tộc loại, vậy thì càng tốt chơi. Về phần Thiên Quang Nguyệt cùng Trần Sương hai cái này kỳ đà cản mũi, đã sớm cho đuổi hồi bọc nguyệt quán rượu, khi năm cái con ghẻ ký sinh liền càng không cần phải nói. Không có biện pháp nha, mặc dù bây giờ hắn liền muốn dạy xét chiến đội thật tốt hãy là con người, không muốn làm quái vật gì. Chỉ có một đơn hắn bên này muốn đánh vô dụng, còn phải đợi xét chiến đội gật đầu mới được, như vậy đấu hồn cuộc so tài mới có thể mở đứng lên A. Bất quá, xét chiến đội bây giờ sợ rằng cái đuôi cũng vĩnh lên trời, quay đầu lại là bờ cái này chiến đội thiêu chiến, bọn họ nhất định là sẽ tiếp nhận. Thiên trọng lăng suy đoán, phỏng chừng cũng liền quá cái 2-3 ngày, tràng này đấu hồn cuộc so tài sẽ mở ra. Thời gian trôi mau, rất nhanh thì là hai ngày trôi qua. Lúc này xét chiến đội chính ở một cái tiểu tửu trong quán ăn mừng, bởi vì bọn họ hôm nay lần nữa dễ như bẩn đánh sụp một cái khác chiến đội. Về phần tại sao ở tiểu tửu trong tiệm mặt ăn mừng, cái này thì cứ hỏi cú mèo Flender rồi. Trụ quá tam tuần, thức ăn quá ngũ vị sau đó, cũng phiêu thượng thiên mã Hồng Tuấn dẫn đầu nói, tác thác thành đại đấu hồn tràng, cũng liền loại trình độ này. Không thú vị rất a, à, ngoại trừ hoàng đấu chiến đội, còn lại ở trên tay chúng ta 3 phút cũng không kiên trì được. Đường Tam cười nhạt, nói, chúng ta nhưng là sử lai khắc thất quái A, à, là quái vật A, à người bình thường làm sao có thể đánh thắng được quái vật đây? Đúng đúng đúng. Đái một bạch ực một hớp thanh mai rượu, phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ, nói, một hai hồn tông đội ngũ căn bản không đủ đánh, ta muốn đánh hồn vương, hoặc là toàn bộ hồn tông đội ngũ. Đái một bạch nói ra lời này thời điểm, xét tứ kiệt đều rối rít phá lên cười, ngay cả tam nằm vùng cũng không có mở miệng phản bác. Hoặc có lẽ là, bởi vì trữ vinh vinh cùng chu trúc thanh các nàng tạo thành thất bảo yêu miêu tổ hợp cũng là chưa bại một lần, ở cộng thêm đoàn đội cuộc so tài bên trên toàn thắng, đã làm cho các nàng bắt đầu dần dần công nhận quái vật tiếng xưng hô này. Đây chính là cái gọi là, gần chu người xích, gần mặt giả đen. Trừ phi người này ngay từ đầu đối với chính mình thì có phi thường sâu sắc tự mình định nghĩa, nếu không thời gian lâu dài trên căn bản cũng sẽ bị đồng hóa. Nói cách khác, nếu như thiên trọng lăng không chuẩn bị dạy bọn họ thật tốt làm người, cái này mèo con có thể sẽ bị làm hư. Đến thời điểm, thật tốt mèo con, liền sẽ biến thành, một cái dài khối u, chảy mũ, toàn thân cao thấp đều là thư trùng quái vật. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương từ bên ngoài đi vào. Thấy Ngọc Đại Thấp bóng người, con mắt của đái một bạch sáng lên, hỏi Đại Thấp, có phải hay không là đấu hồn tràng cho chúng ta an bài đối thủ mới? Có hay không hồn vương hoặc là toàn bộ hồn tông đội ngũ? Ngọc Đại Thấp lắc đầu một cái nói, cũng không phải, là một cái tứ hồn tông, tam hồn tôn chiến đội. Nghe nói như vậy, sự lai like khắc thấp quái rối rít trung một cái, bọn họ đối cái này chiến đội thấy hứng thú. Bốn cái hồn tông coi như đều là bốn một level tiêu chuẩn, cộng thêm ba cái hồn tôn, cái này phối trí đã không sai biệt lắm cùng hoàng đấu chiến đội ngang hàng, thậm chí có thể nói mạnh hơn. Đường Tam Thân là sử lai khắc thất quái linh hồn, trực tiếp đại biểu bọn họ, đối ngọc đại thấp hỏi lão sư, có cái kia chiến đội tình báo sao? Nếu như có thể trước thời hạn biết rõ cái này chiến đội tình báo, đối với bọn họ tiến hành phân tích sau đó, ngày mai đấu hồn chúng ta có thể nghiền ép càng nhanh một chút. Đường Tam lời này, đã không có cân nhắc bọn họ có phải sẽ thủ thắng, mà là ở cân nhắc thế nào mới có thể gõ mỏ cầm canh nhanh, phản phất thắng lợi đã là bọn họ vật trong túi như thế lão sư ngươi ta, lúc nào sẽ tay không mà về rồi hả? Ngọc Đại Thấp biểu thị ta ngay cả vũ hồn điện tàng thư các cũng có thể tới lui tự nhiên, chính là một cái tình báo lại làm sao sẽ hiếm thấy đảo ta ư. Ngọc Đại Thấp từ trong ngực xuất ra một phần văn bản, đưa nó đặt lên bàn, tỏ ý sử lai like khắc thất quái cặn kẻ nhìn một chút. Quay đầu lại là bờ. Đây là cái gì quỷ tên? Đái một bạch đầu tiên nhìn thấy cái này chiến đội tên, thì có loại muốn chửi mẹ xung động, sau đó hắn liền mắng lên. Làm quái vật không tốt sao? Tại sao phải quay đầu? Thật là có bệnh. Đái lão đại, ngươi nhốt chú điểm có chút kỳ quái, ngươi không cảm thấy bọn họ vũ hồn càng thú vị sao? Mã Hồng Tuấn đối với quay đầu lại là bờ danh tự này, cũng không có cảm giác gì, hắn cảm thấy hứng thú là quay đầu lại là bờ chiến đội trong đó ngũ nhân vũ hồn. Nghe được Mã Hồng Tuấn kia dường như muốn cười bình phung giọng, đái một bạch cũng không để ý nhổ nước bọt rồi, hắn tiếp tục đi xuống nhìn xuống. Đội trưởng, Thiên Quang Nguyệt, tài liệu không biết. Đội phó, Trần Sương, tài liệu không biết. Đội viên, vai quần chúng 1, vũ hồn sói, hồng hoàng, lượng vàng 2 tử, hồn lực 4 cấp 2. Đội viên, vai quần chúng 2, vũ hồn lang, hồng hoàng, lượng vàng 2 tử, hồn lực 41 lever. Đội viên, vai quần chúng 3, vũ hồn hổ, vũ hồn, lượng vàng 1 tử, hồn lực 3 cấp 3. Đội viên, vai quần chúng 4, vũ hồn báo, vũ hồn, lượng vàng 1 tử, hồn lực 3 cấp 2. Đội viên, vai quần chúng 5, vũ hồn kiến, vũ hồn lượng vàng một tử hồn lực ba cấp hai thấy tình báo này sử lai like khắc học viện toàn bộ mọi người cũng cười tiểu vũ càng là cười gặp cả người đến nàng một bên ôm bụng một bên cười nói sài lan hổ báo đây là muốn chết cười chúng ta sau đó thắng được trận đấu sao bất quá lúc này ngọc tiểu cương trực tiếp nghiêm túc nhắc nhở như vậy nói cười đã chưa mặc dù bọn họ vũ hồn không mạnh nhưng là hồn hoàng đều là tốt nhất phối trí hơn nữa thấp nhất hồn lực cũng giống như ngươi ngươi hảo ý nghĩ bật cười còn nữa cái này chiến đội đội trưởng cùng đội phó tình báo thế nào ta hỏi ngao chủ quản cũng không chịu nói cho ta biết này hai người thấp nhất cũng là bốn cấp hai trở lên hồn tông thế nào các ngươi chẳng nhẽ cảm giác mình tất thắng sao ngọc đại thấp này một trận ba hoa bên dưới đường tam dẫn đầu tỉnh ngộ lại đường tam mặc lộ vẽ thẹn hướng ngọc đại thấp nói xin lỗi lão sư chúng ta sai lầm rồi sư tử nhiều thỏ cũng cần toàn lực cho dù là một cái so với chúng ta còn nhỏ yếu chiến đội chúng ta đều không thể xem thường bọn họ muốn chi cái này chiến đội cũng không yếu hơn chúng ta. chúng ta muốn làm từ trên chiến lược muốn coi rẻ địch nhân trên phương diện chiến thuật muốn coi trọng địch nhân rất tốt nói tốt vô cùng tiểu tam ngươi thật không hổ là ta đệ tử chân truyền nhìn đường tam này tấm nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng trong lòng ngọc đại thấp là một trận mừng rỡ hắn nói tiếp tác chiến an bài liền giao cho tiểu tam ngươi được lão sư ngươi yên tâm chúng ta ngày mai nhất định sẽ sạch sẽ gọn gàng giải quyết hết cái này chiến đội nhóm bạn bắt đầu tác chiến hội nghị á. Như thế như thế, như vậy còn như vậy, cuối cùng chúng ta liền thắng. Đường tam hướng còn thừa lại xét lục quái hô, quan quát nói một tràng.